mình về, về làm một chiếc lá đa sân về. Mọi người, và rất là cảm ơn mọi người đã tham gia buổi workshop ngày hôm nay, được cái nền ngoại ngữ phối hợp cùng với lại Willy tổ chức. Và em xin tự giới thiệu, em là Thúy và em là phó chủ nhiệm của cái nền ngoại ngữ, và em sẽ là host cho chương trình ngày hôm nay. Thế thì đầu tiên là em xin cảm ơn rất nhiều đến mọi người, là mọi người đã dành thời gian vào buổi tối chủ nhật cuối tuần rất là quý báu để mà dành thời gian cùng chia sẻ với các anh chị em trong ngày hôm nay. Và em cũng xin phép mọi người là nếu như mà để tiện thì nếu như mà ai mà không có con nhỏ hay là phải tắt điện cho con ngủ gì thì mọi người bật camera, và mọi người bật camera lên để cho cái bầu không khí tương tác của chúng ta nó thân mật hơn, được không ạ? Tại vì nếu như mà speaker, có những lần em cũng tổ chức workshop rồi em biết, nếu mà speaker chỉ nhìn vào cái màn hình tối đen mà không thấy ai phản ứng gì thì cũng rất là khó để mà điều chỉnh nội dung chia sẻ, và nó làm giảm cái giá trị của nội dung buổi chia sẻ. Vâng, em cảm ơn anh Phong và cảm ơn anh Việt đã mở cam ạ. Những thành viên khác của mình, nếu mọi người mở cam được thì mọi người mở cam giúp em nhé. Em cảm ơn mọi người ạ. Mọi về background này kia thì mọi người không phải lo đâu, tại vì chúng ta ở trong cái nền thì mọi người cũng biết là phương châm của chúng ta luôn luôn là bình đẳng, hồn nhiên, thẳng thắn, tích cực. Thế cho nên là không có gì mình phải ngại về cái gọi là tóc tai chưa chỉnh chu hay là background thế này thế nọ cả. Nếu mà mọi người thích thì mọi người cũng có thể đổi qua những cái background như là bọn em, hoặc là trong chương trình của mình cũng có thể đổi background. Tại vì em biết tâm lý của một số anh chị cũng cũng sẽ đôi khi hay ngại là bảo ôi phòng tôi chưa dọn, tôi ngại bật cam lắm, hoặc là tóc tai tôi chưa chỉnh chu. Nhưng mà ở trong cái nền thì chúng ta sẽ không có phán xét những cái điều đấy nhá. Thế thì cái buổi ngày hôm nay thực ra là nó đến từ một cái cơ duyên là anh Hiếu, tức là speaker của chúng ta ngày hôm nay, anh ấy post lên một cái post để giới thiệu Willy ở trên cái nền. Thế thì tình cờ thì em cũng đã có theo dõi và em có tham gia Willy từ thời còn sơ khởi, cách đây khoảng 10 năm. Và ngay khi em thấy cái post của anh Hiếu thì em biết ngay đây là một cái công cụ mà cái nền ngoại ngữ của chúng ta đang cần. Bởi vì chúng ta cũng đã có tổ chức những cái buổi học về các công cụ AI ứng dụng vào học ngoại ngữ. Chúng ta cũng có tổ chức các challenge để cho mọi người có cái môi trường để mà học. Thế nhưng mà ngoài cái chuyện AI, ngoài cái chuyện mọi người cam kết, thì cái kỹ năng mà nghe, nghe hiểu thì nó vẫn là cái bước đầu tiên trong cái trình tự nghe, nói, đọc, viết để mà làm chủ một ngoại ngữ. Đấy là lý do mà ngay khi mà em nhìn thấy cái post của anh Hiếu thì em đã nhắn tin riêng cho anh Hiếu luôn và đề xuất là anh Hiếu ơi, anh có thể nào mà tổ chức một cái buổi workshop và trình bày kỹ hơn cái câu chuyện của Willy, cũng như là những cái phương thức làm thế nào mà để Willy có thể thay đổi cái hành trình làm chủ ngoại ngữ. Đầu tiên là của bản thân anh Hiếu và sau đấy là của rất là nhiều người Việt. Thì như mọi người đã biết là hiện tại thì cộng đồng của Willy đã rất là lớn mạnh rồi, đã lên tới hơn 40.000 người rồi. Thế thì rất là may mắn thì anh Hiếu của chúng ta rất là cởi mở. Anh ấy thấy tin nhắn của em thì anh ấy đồng ý luôn. Nên là mới có cái buổi workshop ngày hôm nay. Thế thì em xin phép bây giờ em sẽ nhường lời lại lại cho anh Hiếu. Anh Hiếu có thể tự giới thiệu về bản thân cho mọi người làm quen được không ạ? Rồi, xin cảm ơn mọi người rất là nhiều và cảm ơn Thúy đã giới thiệu, và mình cũng muốn nói qua về cái ấn tượng của mình với cái nền. Thì mình biết được đến từ cái nền từ rất là Anh lâu Hiếu rồi. ơi, em nghe hơi bị giật đấy, không biết là mọi người nghe có bị giật như em không nhỉ? Alo, mọi người có nghe Em thấy nghe nó anh cứ nói hơi không? Biết giọng của hơi anh như hơi thế bị rè nào? rè. Alo, alo, alo. Không biết có ai ở trong nhóm nghe bị rè như em hay là có do tín hiệu ở bên phía em ạ? À, em nghe bên Nghe bình được thường không? À thế thì có khi là do tín hiệu bên em thôi, anh Hiếu cứ chia sẻ tiếp đi ạ, em xử lý bên phần em ạ. Mình biết là về cái hệ chia sẻ và chương trình cái nền của thầy và phát động đầu tiên là mình đọc và mình chia sẻ một chút, tại vì chắc là mọi người là trong hệ sinh thái cái nền nên mình đọc Còn Một Đời Tìm Đường, Một Đời Thương Thuyết của thầy Phan Văn Trường từ lâu. Sau đó thì mình biết đến hệ sinh thái cái nền, và đồng thời mình có một người bạn thân là Trịnh Việt Long thì cũng tham gia team truyền thông của cái nền từ khá là lâu. Nó thì lúc nào mình cũng, và bạn ấy thì rất là hay nói chuyện với mình, kể về về bên cái nền, về cái nền radio và các thứ, thì mình thấy cái giá trị nó rất là phù hợp với mình, mong muốn nó là và với bản thân mình.
cũng như là cái chương trình tiếng Anh của mình đấy, là mong muốn làm sao để cấy nền tiếng Anh cho hẳn các bạn trẻ Việt Nam. Mong muốn cuối cùng đó là làm sao cho tất cả các bạn trẻ Việt Nam, những người sinh viên cũng như đây ra trường là có thể tự tin sử dụng tiếng Anh. Thì do đó là và cũng phải dành rất là nhiều sự hết sức dũng cảm để bao giờ mới dám post lên trên một cái group của cái nền còn rất là đông người như thế, và không biết là mọi người sẽ phản ứng ra sao. Thì rất là may là khi mà post lên thì được mọi người rất là yêu thương, mọi người rất là trân trọng, từ Thúy cho đến Hiệp, các admin ở trong nhóm đều đều ủng hộ và nói là đâu đó cũng đã nghe được về Willy từ xưa trước đây, nên là mọi người đều mong muốn tạo đầu tiên là phối hợp hỗ trợ và sau đó là tạo ra buổi workshop, và sau buổi workshop này có thể là tiền đề cho rất nhiều hoạt động phía sau. Thì trước cái buổi này thì là team cái nền ngoại ngữ và Willy cũng đã nói chuyện với nhau, và đây chỉ là một trong rất nhiều hoạt động mà có thể hỗ trợ lẫn nhau, sử dụng gọi là thế mạnh của từng bên để tạo ra cho mọi người một một chương trình, một cái các một chuỗi các cái hoạt động để mà có thể giúp mọi người có thể giao tiếp được giao đến từ tiếng Anh. Đó thì hy vọng là dần dần qua buổi workshop và phía cuối buổi workshop có lẽ tìm về này mọi người có thể thông báo về các hoạt động để mọi người có thể sẵn sàng tinh thần. Rồi về giới thiệu bản thân, mình có lên kế hoạch lên kế hoạch về buổi chia sẻ từ trước, nên là có sự chuẩn bị. Mình có một vài bức ảnh, mọi người nghe nói cũng được, nhưng mà bao giờ hình ảnh nó cũng có một chút giá trị riêng. Trước hết mình xin lỗi là mình vừa mới bị cúm xong, nên là hôm nay cái giọng của mình nó có thể hơi khàn khàn một chút. Giới thiệu về về speaker thì mình có để ở đây bốn hình ảnh để mà đại diện cho một số thời gian rất là quan trọng đối với mình. Thì cái việc đầu tiên mà mọi người biết đến mình đấy là mình vào chung kết đường lên đỉnh Olympia năm thứ 8. Thì cái giấc mơ của mình thời bé nó là được đưa cầu truyền hình về đến Hải Phòng, và suốt 7 năm đầu tiên của chương trình thì vẫn chưa ai mang được về đến về đến Hải Phòng, nên là đến lúc mình thì là mình quyết tâm. Và có một cái điều gì đó như ai đó đã từng nói là một khi mình đã quyết tâm làm một việc gì đó thì cả vũ trụ hỗ trợ mình làm việc đó. Thì rất là may mắn là năm đó mình đã vào mình đã vào được chung kết năm và đưa được cầu truyền hình hoàn thành ước mơ của thời nhỏ. Thì nhờ đó thì mình tạo ra được cái uy tín trong cộng đồng chuyên trần phú ở Hải Phòng, cũng như là với bạn bè xung quanh và cộng đồng Olympian, và cộng đồng đấy sau này đã hỗ trợ mình rất nhiều trong các hoạt động liên quan đến chương trình tiếng Anh We Enjoy Learn English. Sau khi mình tốt nghiệp cấp 3 thì mình có được học bổng để đi du học nước ngoài. Thì hình ảnh bên dưới đây là lúc mà mình được trao giải từ Đại sứ quán Việt Nam ở Vương quốc Anh, là một trong những bạn sinh viên năng động nhất ở trong cái thời gian ở London. Mình đưa hình ảnh lên đây chủ yếu để cho mọi người tin tưởng là đôi khi là nghe ai đó nói không biết ai đó là ai và người đấy có thực sự có niềm tin hay không, hay là bạn ấy chỉ cứ nói mà không có sự thật. Đó. Và sau khi mà ra trường thì mình đã làm việc ở Singapore, ở Úc, và quay lại Anh làm việc một thời gian dài. Và sau khi mà mình làm việc ở nước ngoài hơn 10 năm thì mình đã quyết định trở về nước. Hiện tại mình đang làm Marine Engineering Consultant, tức là tư vấn về hàng hải về kỹ thuật cho cả dầu khí lẫn điện gió ngoài khơi. Thì hình ảnh bên dưới là lúc mình đang là diễn giả của một cái cuộc hội thảo vào năm ngoái. Một cái luôn luôn giới thiệu mình là một người của gia đình, ngoài công việc nữa thì luôn luôn là một con người của gia đình, nên hiện tại là mình có một mình đã có gia đình và một em bé 3 tuổi, nên là hình ảnh của mình tranh thủ đi hội thảo thì là dẫn cả nhà đi một cái chỗ ở Hội An. Thì mình giới thiệu một chút sơ sơ như thế để mọi người hiểu về cả sự nghiệp cũng như là về về bản thân. Cảm ơn mọi người. Vâng, em rất là cảm ơn cái phần chia sẻ rất là duyên dáng và rất là thân thiện của anh Hiếu ạ. Thì rất là may thì em đã xử lý được vấn đề tín hiệu trước khi mà anh Hiếu kết thúc phần giới thiệu của anh Hiếu, không thì chắc là cũng sẽ không dung của chúng ta sẽ không được mượt mà lắm. Thế thì anh Hiếu có thể tiếp tục chia sẻ cho mọi người thì cái lý do tại vì sao mà Anh có chuẩn bị sẵn một số câu hỏi đấy, có muốn dùng không?
Anh chuẩn bị sẵn được warm up cho mọi người. Đúng rồi. Thế thì trước khi mà bắt đầu vào cái nội dung chính của ngày hôm nay, tức là chúng ta sẽ cùng lắng nghe với anh Hiếu về cái câu chuyện của Willy, tại thế nào mà mình có cái câu chuyện của Willy và có cái buổi workshop của chúng ta ngày hôm nay. Thì em và anh Hiếu cũng có trao đổi và em bảo là và bọn em thấy là đầu đầu buổi thì chúng ta nên warm up một chút xíu, rồi chúng ta nên khởi động không khí một chút xíu. Tại vì nếu mà những ai đã từng tham gia Willy vào rồi thì sẽ biết là anh Hiếu chúng ta rất là có năng khiếu trong cái việc mà có những cái joke, những cái câu đùa rất là hài hước ở trên 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 nhóm. Và vì em biết, vì em theo Willy lâu rồi và em biết anh Hiếu có cái khả năng đấy, nên em cũng bảo anh Hiếu là anh ơi, anh hãy chuẩn bị những cái trò chơi mở đầu đi, tại vì anh rất là có năng khiếu để mà làm cho mọi người hào hứng. Thế thì tiếp theo là mình sẽ chuyển sang cái phần trò chơi mở đầu nhé. Mọi người chuẩn bị chưa? Mọi người chuẩn bị tinh thần, có câu trả lời vào trong chat nhá. Rồi. Vào chat cũng được hoặc là mọi người bật mic cũng được, tùy 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 cái này là tùy host nha. Nhiều khi ok, vào chat cũng được. Rồi, ok, Vào câu chat hỏi hoặc là đầu mọi người tiên của có thể giơ tay gì đấy thì tùy mọi người nhé. Rồi. Tất cả những cái quên mất, mình quên mất một cái fun fact. Đây là cái khi mà mình làm ra cái chương trình này, như mình nói được trước, đấy là cái hỗ trợ rất lớn của cộng đồng Olympia. Nên khi mà mình gala 15 năm năm 2015 thì cái chương trình We Enjoy Learning English sẽ được truyền hình trên toàn toàn quốc, nên là có một lượng người tham gia rất lớn trên 64 tỉnh thành. Rồi, ok, trò chơi câu đầu tiên trước này mọi người, tôi muốn là mọi người đau tim một tí. Tất cả những cái này mình, bởi vì workshop này là về kỹ năng nghe, nên là tất cả những cái này nó đều mang tính chất là bạn phải nói. Nếu mà bạn không gọi là bạn 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 phải hình dung cái từ đấy được nói trong đầu. Nếu mà bạn không hình dung nó ra, bạn sẽ rất là hơi khó trả lời. Rồi, câu đầu tiên. How do you call a girl girl born into a Sikh family? Mình đã có trả lời, nó chưa có câu trả lời, mình sẽ gợi ý, nhưng mà từ từ cái gợi ý nó nằm ở đâu đây rồi. Và cái này là original joke do mình viết ra, nên là các bạn sẽ không tìm thấy, không Google được. Có ai muốn giơ tay hay là có ai muốn trả lời qua 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 chat không? Chưa đúng không? Giờ mình gợi ý tiếp này. Nếu mà là đàn ông á, nếu mà một người đàn ông mà steak steak này là họ, thì mình sẽ gọi là ông là gì? Huy Thúy nào, hoặc là bạn nào bật mic lên, cái này phải, nó phải tương tác, đấy là đánh hỏi sao phải tương tác. Thúy bật mic cũng được. Em đang phải vừa vừa xem câu hỏi của anh Hiếu vừa Google các từ, vì các từ này em cũng không không nắm được hết. Có một từ Tên gọi này là đọc là steak steak, man đúng không? họ là Steak steak. man. Đúng rồi. Thế Có thì nếu mà người đàn ông mình sẽ gọi ông ấy là Mr. Steak. Thế mà cô gái thì sẽ là gì? Miss Cô Miss Miss đúng không? Miss Steak. à Thì Miss Miss Steak đúng Steak. Ok, đấy đấy mọi thì người, các câu đố đấy của là anh à. kiểu câu chơi chữ đấy là. Và bình thường thực ra nó sao nó có những câu như này, bởi vì thực tế trong khi mà mình nghe đến mistake, mình không nghĩ được, mình sẽ không biết được đó là một cái lỗi mistake hay là mistake, mà phải dựa vào context mình mới đoán được là nó là mistake hoặc mistake, bởi vì từ là từ nối với nhau. Thì những cái chốt của mình thường là do là mình nghe và sau đó mình kiểu ô cái từ này nó là cái từ gì, nên nó là một cái demonstration rất là rõ của cái việc là nghe, và khi mà nghe về việc đoán từ nó sẽ ra được những cái này rất là vui. Rồi, warm up, cái này hơi khó. Nhưng mà sau hôm Rồi. nay là mọi người sẽ không quên cái từ mixtape luôn. Mọi người sẽ nhớ đấy là một cô gái sinh ra ở trong trong cái gia đình Mọi người sau workshop nhớ, quên steak. gì thì quên, nhớ ba cái câu chốt của mình. Đúng rồi. Rồi, tìm từ đồng âm khác nghĩa. Cái này không phải joke, cái này chỉ là một cái từ thật thôi, nó dựa vào cái việc là kỹ năng nghe, again, kỹ năng nghe. Cái từ there, mọi người biết cái từ nào mà cũng đọc là there nhưng không phải viết như này không? Có hai option. Đúng rồi.
are, đấy là cũng đọc là, tức là mình cứ ghi là they are nhưng thực là there và there đúng không? À, mình mọi người nhìn trên chat ấy, nó là there and there rồi. Cái này tăng thêm level nữa. Weather, một từ nào khác cũng đọc là weather. Đúng rồi, weather, weather, weather this or that, nó là weather. Và hoàn toàn, phát âm hoàn toàn giống nhau. Cách duy nhất mình có thể phân biệt được, đấy là bằng cách nhìn context. Bạn Nancy viết where is thì không phải đâu nhé, nó phải là weather như kia. Weather, thời tiết, và weather là hoặc này hoặc thứ kia. Rồi, cái cuối cùng, cái này khá là fun nha. Và mình hay trêu vợ mình cái này, bởi vì nó là một cái brand. Và mình không biết thực sự cái brand này nó có thực sự chơi chữ hay không. À không phải, từ từ, cái này vẫn chưa phải. Code cái này khá là hay. Và mọi người sẽ thấy rất là thú vị tại sao cái từ này nó lại đồng âm một từ khác. Và mình không nhận ra là nó đồng âm. À, cái từ coat này là coat, nó là O. Cái này là từ coat, nó là C-O 2 chấm T. Coat. Yes, bạn Trung có biết đúng. Cái từ coat và từ tòa án ấy, nó đọc chính xác giống hệt cái từ coat là bị bắt. Và mình hồi đầu mình hoàn toàn bất ngờ, mình không thể nghĩ được hai từ đấy nó là hai từ phát âm hoàn toàn giống nhau. Và bắt đầu mình nghĩ là tại sao nó lại đặc thù như thế, có phải là court là tòa án, là nơi mà tội phạm bị court hay không, đúng không? Thì hai cái từ đấy là hoàn toàn giống nhau. Và và đó là một cái thứ rất là thú vị là mọi người phải để ý. Hồi đấy mình đã từng dành khá là nhiều thời gian, và sau đó mình nhận ra là ngôn ngữ có trước, chữ viết có sau. Có rất nhiều cái khi mà nghĩ về mặt ngôn ngữ thì nó rất hợp lý, và đến khi viết chữ viết nó chỉ là một cách để viết lại ngôn ngữ mà thôi. Rồi, cái cuối cùng. Innisfree. Cái này khó. Đây là một cái brand của Hàn Quốc. Mà có khi mình viết sai cái chữ, sai chính tả của chữ này. Innisfree. Và có một cái từ trong tiếng Anh mà nếu mà đọc bình thường thì nó sẽ là isn't it free. Nhưng mà người bản địa, gọi là người kiểu bọn Anh hoặc là các bạn Anh và Anh gốc Phi ấy, các bạn sẽ đọc từ isn't it là in it. In it, in it. Và các bạn sẽ nói là in it. Thế là isn't it free, các bạn sẽ đọc là in it free. Cho nên là mình nghĩ là cái brand Innisfree là của Hàn Quốc về 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 mỹ phẩm đó các bạn biết. Mình nghĩ là các bạn ấy chơi chữ là rất là rẻ nên Innisfree. Rồi. Cái thứ ba mình muốn chia sẻ ở đây nó là một cái tips. Và sau này xong buổi workshop này mình sẽ chia sẻ kỹ hơn với các bạn về cái phần tips này. Đó là tiếng Anh cực kỳ đối xứng. Nó chỉ chia ra làm hai hệ âm, một là hệ âm bật hơi và còn lại là âm kéo hơi. Nếu mình nói rằng là âm là hai âm đối xứng với nhau, mình hình dung nhé, cùng một cấu hình miệng là âm bật hơi và là kéo về. Thế thì với âm S thì âm đối xứng của nó sẽ là âm nào? Z ạ. Z, chính xác. Chính xác. Và cuối cùng với âm bạn Lenovo nói đúng. Đó là âm mà toàn toàn của nó đều đối xứng với nhau. Và đến lúc mà các bạn ngồi reflect lại cái việc này, các bạn sẽ thấy hoàn toàn hợp lý tại sao những âm ví dụ như book nó là books chứ không phải là books, bởi vì nó cùng là hệ là bật hơi và phải đi viện. Tại sao book khi mà nói về hệ thống từ quá khứ nó phải là booked chứ không nói là I booked a room, đúng không? Mình sẽ nói là I booked chứ không nói là mình booked, bởi vì bật hơi là phải đi với bật hơi và kéo hơi là phải đi với kéo hơi với nhau. Nó rất hợp lý, nó rất là chuẩn. Một khi mình đã ngộ ra điều đấy thì mình thấy cái việc mấy cái rule riêng từ nó không cần phải quá nhiều nữa. Thế đó. Nếu các bạn không thể nhớ gì được phần còn lại của chia sẻ của buổi workshop hôm nay thì cái màn hình này là cái mà mình muốn các bạn nhớ. Sau buổi hôm nay mình tốn khá là nhiều thời gian cho riêng cái slide đầu tiên này. Còn phần còn lại thì chúng ta có thể bắt đầu sau. Rồi, cảm ơn mọi người.
Rất là cảm ơn anh Hiếu về phần mở đầu rất là hào hứng này ạ. Em rất thích, em không biết mọi người thế nào, mọi người chia sẻ cảm nghĩ vào chat nha. Bản thân em thì rất thích, tại vì em học được thêm về cái sự đối xứng của âm trong tiếng Anh. Thực ra những cái âm này em cũng nói nhiều nhưng mà em chưa bao giờ ngồi lại để ngắm xem thử là nó có đối xứng hay không. Đúng như anh Hiếu nói là chỉ riêng cái chi tiết này thì buổi workshop của chúng ta ngày hôm nay đã rất là giá trị rồi ạ. Và em cũng như mọi người, em nghĩ là mọi người cũng sẽ như em, sẽ rất là trông chờ cái phần chia sẻ tiếp theo của anh Hiếu ạ. Thế thì bây giờ mình sẽ đi vào cái phần bắt đầu vào nội dung chính. Thế thì em nghĩ là trước khi mà mình giới thiệu về Willy cụ thể hoạt động như thế nào, cái phương thức làm thế nào để giúp cho mọi người, thì mọi người cũng sẽ rất là muốn nghe cái câu chuyện của anh Hiếu đúng không ạ? Làm thế nào mà anh Hiếu, một cựu thí sinh Olympia mà lại phải vật lộn với việc học tiếng Anh, mặc dù anh Hiếu là được xếp vào hạng học bá rồi đấy, học gì cũng giỏi rồi đấy, mà tại sao anh lại vật lộn và học tiếng Anh? Thì thực ra thì cái khởi điểm của anh Hiếu, thế nghĩ là nó cũng sẽ, những cái khó khăn mà anh Hiếu gặp phải thì nó cũng không khác gì với những cái khó khăn mà mọi người gặp phải hiện giờ. Thế thì em hy vọng là anh Hiếu có thể chia sẻ cái câu chuyện của anh và lý do tại sao mà anh lại lập ra Willy với cái mong muốn chia sẻ những cái phương pháp này đến mọi người được không ạ? Cảm ơn Thúy rất là nhiều. Thì đó là một phần vì sao mình muốn, hôm trước mình có làm cái survey đối với mọi người là cái điều nào mà mô tả đúng nhất với khả năng nghe tiếng Anh của các bạn. Bởi vì các bạn có nhiều bạn còn rất là, có lẽ là nghe tốt hơn mình thời xưa. Các bạn đã nghe được bài tốc độ chậm này, khi mà nghe các bài nhanh thì gặp khó khăn một chút, nhưng tức là các bạn đã nghe được rồi, hoặc là đang nghe trong bài mới bị lạc thôi. Còn hồi xưa đối với mình ấy, là mình ở cái vị trí số 2 này, ở vị trí số 4, tức là mình nghe từng từ ok, mình rất chăm chỉ, mình chịu khó học hành để mà các cô giao bài về từ vựng nào là mình thuộc hết. Thế nhưng mà cô chỉ cần bật băng lên cái là não nóng băng luôn, mình nghe cái là kiểu ô chuyện gì xảy ra, thế mình không biết gì cả, và sau đó là tôi coi như là tắt ngúm ra, kiểu là thôi coi như bài này là không được điểm rồi. Mà các bạn biết, tức là kiểu đội Olympian ấy, thì như bọn mình là cái gì học cũng được, toán lý hóa sinh văn sử địa môn nào mình cũng chơi hết, và môn nào mình cũng điểm rất là cao. Nên riêng tiếng Anh, mà kể cả tiếng Anh nhé, thì ngữ pháp mình cũng ok, phát âm mình vẫn ok, nhưng mà cứ nghe cái là chết. Thì mình cũng khá là cay cú, mình hồi đấy là mãi mà không thể nào mà cải thiện hơn được đó. Thì rất là may là đến lúc mà như mình đã kể chuyện là mình được học bổng để đi nước ngoài, và lúc đấy là bắt buộc là phải có kỹ năng nghe IELTS thì mới bắt đầu có thể đi được nước ngoài. Nên lúc đấy mình phải tìm mọi cách để mà có thể học được luyện nghe tiếng Anh. Thì rất là may làm sao là chị gái mình, chị hơn mình 8 tuổi, luôn là coi như đối với mình luôn là một người mentor đi trước, thì chị đã tìm được một cái nguồn nghe tiếng Anh đọc chậm cho mình. Và khi mà mình đọc nghe cái tiếng Anh đọc chậm đấy, mình mới nhận thấy rằng là từ trước đến giờ mình luôn chọn sai nguồn. Khi mà mình nghe đài hay là mình nghe cassette, đặc biệt là cassette rất khó, thứ nhất là nó nhanh, hai là nó tiếng nó rất rẻ. Mình xem tivi hay là mình nghe bài hát nào, cái gặp mình khó là bởi vì bà chị mình khá là nhạy về ngôn ngữ, nên chị có thể học bằng cách nghe đài, nghe tivi. Và bố mẹ mình nghĩ là chị mình có thể học được thế, cho nên nghĩ là mình cũng học được như thế. Thế nhưng mà sau mình mới nhận ra là phần lớn các bạn, và đặc biệt là những bạn mà toán lý hóa nó theo kiểu là não trái não phải, mình quên mất rồi, nó sẽ không đạt được cái gọi là năng khiếu về ngoại ngữ như những người khác. Nên là nhìn những người khác mà cứ học qua đài, qua tivi, qua nghe nhạc, và sau mình mà theo thì là hoàn toàn sai lầm. Cái nghe bằng tiếng đọc chậm là cái chìa khóa cho mình để mình có thể dần dần lấy được sự tự tin, và mình có thể phân tích sau đấy. Rồi, thế thì đấy là bản thân mình. Sau khi mình được học tiếng Anh, mình mới đi du học, và mình đi du học tại 2010. Sau đó thì có rất là nhiều bạn bè mình, hồi đấy mình học tại Hoàng Hải học 1 năm, có rất nhiều bạn từ Thái Bình, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An lên, các bạn đều mong muốn làm thế nào để mà có thể cải thiện tiếng Anh. Thì mình viết một cái bài là sử dụng BBC Learning English để mà nâng cao trình độ. Thì cái bài đấy đã gọi là lên viral thời xưa của Facebook. Tuy nhiên là mọi người biết được nguồn rồi, nhưng mọi người vẫn chưa biết phải thực hành như thế nào. Thì bắt đầu mình mới lại, và lộ trình ra sao, thì mình mới viết một nốt khác, đấy là 4 bước để nâng cao trình độ tiếng Anh. Như Thúy vừa nói, đấy là quan điểm của mình là phải nghe đủ, đọc đủ số lượng từ vựng để bắt đầu có một chút đến nói và viết đó. Và đồng thời với cái việc đấy thì mình mới nói rằng là mình tạo ra một cái chương trình. Cái chương trình này
nó rất đơn giản và mình vận hành nó từ 2014 đến giờ 10 năm rồi. Hàng gần đây mình làm cho nó phức tạp hơn và nó vui hơn với nhiều các hoạt động, nhưng về cơ bản nó vẫn là chương trình đưa ra một bài nghe, các bạn nghe chép bài đấy lại và bọn mình đưa ra cho các bạn đáp án. Khi mà so sánh giữa đáp án và bài nghe, các bạn sẽ tìm ra được những cái từ nghe sai và từ đó các bạn nâng cao khả năng của bản thân lên. Và cái bài nghe đấy bọn mình chọn rất rất cẩn thận, chắc chắn cái bài nghe đấy phải nói rất chậm. Khi mà nói chậm là các bạn nghe được từng từ, khi các bạn nghe được từng từ các bạn sẽ nghe được cụm từ cả câu toàn bộ. Thì mình sẽ phân tích kỹ thêm, nhưng mà do tất cả những cái như vậy nên là mình đã tạo ra chương trình và với 10 năm nay bọn mình giúp được hơn 10.000 bạn, và trong 3 tháng vừa rồi có số lượng tăng lên 40.000, và rất hy vọng là có thể truyền được cái thông tin, cái phương thức này đến cho bên cái nền và còn mở rộng hơn nữa, vì mong muốn bọn mình là 1 triệu người sử dụng. Mình sẽ chia sẻ thêm sau này. Cảm ơn Thúy. Vâng, em rất là cảm ơn anh Hiếu về phần chia sẻ câu chuyện của anh vừa rồi ạ. Thế thì em hy vọng là mỗi chúng ta ở trong đây thì sẽ tìm thấy một chút gì đấy câu chuyện của bản thân mình ở trong câu chuyện của anh Hiếu, được không ạ? À, bản thân em thì thực ra ngày xưa em cũng có một cái câu chuyện khá là tương tự anh Hiếu, đấy là ngày xưa em đi học thì nguyên cái thời từ cấp 2 đến cấp 3 thì em rất thích học tiếng Anh và em học tiếng Anh rất là chăm chỉ. À, trình độ thì theo như cô giáo tiếng Anh của em nhận xét là đủ để thi khối D. Nhưng mà ngay khi mà em gặp người nước ngoài thì em tắt điện hoàn toàn. Em không nghe. Thứ nhất là em nghe người ta rất vất vả và em cũng không nói được luôn. Thì em rất là hiểu cái câu chuyện của anh Hiếu, và đấy cũng là một trong những cái lý do ngày xưa mà em đang du học ở Pháp thì em vẫn tham gia vào cái chương trình của anh Hiếu, vì ở cái thời điểm đấy thì khả năng nghe tiếng Anh của em nó vẫn chưa hoàn thiện. Thì em có tham gia từ cái thời mà như anh Hiếu kể là một cách rất là đơn giản, tức là chép bài và nộp bài qua mail, và trải nghiệm cá nhân của bản thân em thì xin chia sẻ thật với mọi người là mọi người chỉ cần nghe được đủ chăm chỉ để nghe được khoảng 4 tuần liên tục là mọi người đã cảm thấy cái đôi tai của mọi người nó đã được lột xác rồi ạ. Vì đấy là cái trải nghiệm ngày xưa của em, tức là cái việc mà mình nghe kỹ và nghe chậm từng từ một, và cái việc mà mình lại phải chép ra và lại còn phải so sánh với đáp án, tức là mọi người hiểu là có những cái từ mà em không thể nào mà nghe ra được, mình không bắt được hoặc là mình bị bắt Hiếu. Thế là khi mà anh Hiếu đưa đáp án mình so sánh thì mình bảo à, hóa ra là trong cái lúc mình nghe mình bỏ sót cái âm này, những cái âm mà bình thường trong tiếng Việt của mình không có, nên là mình rất là dễ mình bỏ qua. Thế thì cái việc mà anh Hiếu anh đưa đáp án xong thì em lại, tức là bài tiếp theo là tự nhiên là cái não mình nó sẽ có cái phản xạ là mình sẽ tập trung vào những cái lỗi mà lần trước mình bị sai. Và cứ thế thì tự nhiên là cái khả năng nghe của mình cải thiện, tức là mình không còn có cái thói quen nghe như kiểu tiếng Việt, và mình không có cái thói quen nghe mà kiểu nghe lướt, nghe một cách gọi là thiếu chỉnh chu nữa, mà mình sẽ phải tập trung vào từng từ. Và đúng như anh Hiếu chia sẻ, đấy là cái việc mà mình nghe được từng từ ấy thì dần dần mình sẽ nghe hiểu được cả câu, và cái việc nghe nó cứ như thế là nó đến khá là tự nhiên. Thì em thấy là sau khi cái kỹ năng nghe cải thiện thì thực ra là những cái kỹ năng khác nó cũng sẽ cải thiện theo, tại vì khi mà mình nghe được rồi thì mình cũng sẽ dễ lặp lại hơn, từ đấy thì mình sẽ cải thiện được cái khả năng nói của mình. Nên là đấy là lý do mà ngay từ ban đầu mà em thấy cái boss của anh Hiếu trên cái nền, em bảo ôi đây rồi, công cụ của cái nền ngoại ngữ. Em đã phải liên lạc với anh Hiếu để chia sẻ cái công cụ này cho mọi người. Thế thì nói đến đây để mà hy vọng là mọi người sau cái buổi workshop này thì mọi người có thể có nhiều động lực hơn để mà trải nghiệm cái chương trình Willy, và có thể là đừng có mất niềm tin vào cái việc mà ôi xưa xưa giờ tôi học dở tiếng Anh lắm. Có thể đơn giản là vì mọi người cũng sẽ như anh Hiếu hoặc là em ngày xưa ấy, chỉ là mình không có đúng công cụ thôi, chứ còn không phải là chỉ những cái người mà học giỏi tiếng Anh hơn mình thì là vì người ta thông minh hơn đâu, có khi là tại vì chỉ đơn giản là vì người ta tìm được công cụ sống hơn mình thôi ạ. Thế thì em xin phép là cùng với anh Hiếu chuyển sang cái phần vision của Willy được không ạ? Em xin phép nhường mic cho anh Hiếu ạ. Lúc nãy như mình đã kể đấy, tại vì mà mình rất là thích là cái như cái của mô tô của bên cái nền đấy là bình đẳng, hồn nhiên và chân thành, mình không nhớ được hết chính xác. Nhưng mà cái ước mơ của Willy nó cũng rất là hồn nhiên, tức là mong muốn là tất cả các bạn trẻ Việt Nam có thể nghe được
đọc được tiếng Anh thành thạo. Nhưng nó có thực sự là nó hồn nhiên, bởi vì là đúng là nếu mà nghe nói thế thì ai ai cũng nghĩ là nó vô cùng khó, làm sao mà làm được như vậy. Và nhất là chương trình bọn mình làm còn hiện tại phần lớn 95% user là hoàn toàn free, thế nhưng mà cứ hồn nhiên như vậy. Và bởi vì nó là một dự án bên cạnh ngoài công việc chính của bọn mình, team volunteer, các bạn cứ tham gia, các bạn tham gia xong hoàn thành, các bạn thấy chương trình quá tuyệt vời nên lại quay lại giúp các bạn thế hệ sau, nên cứ hồn nhiên như vậy nó kéo dài được suốt 10 năm mà gần mình chưa về trả lương cho ai cả. Và cứ hồn nhiên như vậy và cứ thế mở rộng, và tất cả các cái chia sẻ ở trên TikTok hay là Reels hay là trên Threads mà Willy nhận được, không có một yêu cầu nào từ Willy để mà gọi là nhờ marketing cả, chỉ là các bạn ấy thấy hay, thú vị, tuyệt vời và nó miễn phí cho user nên các bạn chia sẻ. Và cũng bởi vì nó free, nó hữu hiệu nên là nó lại càng viral. Nên là mình rất hy vọng là cách đây 3 tháng mình cũng nghĩ là cái bước vơ 1 triệu nó còn xa vời. Thế nhưng mà chỉ đúng cách 3 tháng tự dưng có một vài cái video lên thì số lượng người đã tăng lên từ 8 triệu lên thành 50 triệu. Sorry, từ lần đầu mình hơi hơi từ 8 từ 8.000 lên đến 50.000 user. Và mình cũng chỉ cần một vài các video giới thiệu về Willy, có lẽ là từ các bạn tham gia ngày hôm nay, các bạn thực sự vào tham gia, các bạn thấy hữu hiệu, các bạn chia sẻ với bạn bè, một trong những người bạn bè đấy maybe lại là một TikToker hay là một một người nổi tiếng KOL, các bạn chia sẻ lại với bạn bè thì chả mấy mà khi mình cũng lên được thành 1 triệu user. Và 1 triệu là một cái mong muốn ngắn hạn, đâu đó mong muốn cuối cùng và tột cùng của mình đấy là tất cả các bạn trẻ Việt Nam đều có thể nghe đọc ngay. Và đấy là mong muốn của mình trước khi biết đến cái này. Khi mà biết đến cái này, nó biết đến chương trình cái nền ngoại ngữ, mình nghĩ là tất cả các bạn ngoài sau khi bằng hoặc là trong lúc đồng thời học nghe đọc, các bạn cũng có thể học luôn cả nói và viết nữa. Nên là rất là hy vọng rằng là cái vision của Willy là tất cả mọi người trẻ Việt Nam đều có thể sử dụng các ngôn ngữ thành thạo. Và khi mà sử dụng ngoại ngữ thành thạo thì nó dẫn đến hai việc, và đó cái việc gọi là sử dụng ngoại ngữ thành thạo nó chỉ là bước đầu. Cái bước tiếp theo của việc sử dụng ngoại ngữ thành thạo đó là mọi người có thể access, tức là tiếp cận với nguồn tri thức của thế giới. Có lẽ một số bạn cũng đã biết nhưng mà có thể một số bạn chưa biết, đấy là các trường đại học nổi tiếng trên thế giới, Harvard, MIT, Caltech, Oxford, họ đều có các cái khóa nó gọi là MOOC, nó là Massive Online Open Courses, tức là toàn bộ các cái thông tin về khóa học, về cái sách giáo khoa họ đã đưa lên trên các cái trang đấy rồi, hoàn toàn miễn phí cho mọi người có thể học, và bài giảng của giáo sư cũng đã ở trên đấy rồi. Bây giờ các bạn hoàn toàn có thể tự học, tự tiếp thu một khi các bạn biết tiếng Anh, thì coi như một khi đã sử dụng được tiếng Anh thì là coi như là phía chân trời đã rất mở rộng đối với các bạn. Và giả sử sau này mình rất là hay nói chuyện với các bạn sinh viên, các bạn sinh viên nếu các bạn muốn xin học bổng, học thạc sĩ hay tiến sĩ, và nếu trong thời gian đại học mà các bạn đã có hoàn thành các khóa đấy rồi thì nó sẽ là một cái credit rất là lớn cho các bạn trước khi khi mà bạn apply học bổng đó. Và ngoài ra một cái mình rất là mong muốn vẫn chưa làm được và hy vọng sẽ làm được, đấy là sau khi các bạn đã nghe đọc các tất cả những từ vựng như này và có thể sẽ làm được cái này, đấy là các bạn ở 64 tỉnh thành có thể mở ra những cái club để mà luyện nói chuyện với nhau trực tiếp hàng ngày. Và cái club đấy khi mà họ nói giao tiếp được tiếng Anh thì có rất nhiều hoạt động có thể làm, và mong muốn lớn nhất của mình đấy là cái club đấy có thể hướng dẫn du lịch, có thể gọi là hướng dẫn du lịch cho khách nước ngoài và là những đại sứ thương hiệu quảng bá du lịch Việt Nam, giúp cho người ta có thể có một cái ấn tượng rất là tốt. Mình có thể cầu kể một câu chuyện đơn giản như thế này. Mình gần đây mình đi du lịch hai nước, mình đi du lịch Thái Lan và mình đi du lịch Penang, Malaysia. Đi Thái Lan mình gặp bạn bạn tài xế rất khó tính, không biết nói, không nói được tiếng Anh nào cả. Cứ rất là gầm gừ suốt cả chuyến đi, là gọi cho người thân không có một cái gì cả. Đợt vừa rồi mình đi Penang, bạn tài xế nói tiếng Anh rất tốt, từ đầu đến cuối bạn kể hết câu chuyện về Penang, chỗ này thế này, chỗ kia thế kia, bạn nên đi chỗ này, bạn không nên đi chỗ kia, mùa này ra sao, khách sạn nào như thế nào, người dân ra sao. Nó tuyệt vời lắm,
nó tạo ra một cái mở đầu của một cái trải nghiệm của 5 ngày tuyệt vời ở Việt Nam. Nó là một cái khiến cho mình chắc chắn muốn quay trở lại. Và bạn hình dung nếu mà du lịch Việt Nam và từ tài xế cho đến đến người dân đều có thể nói được tiếng Anh như thế, thì cái phần du lịch của Việt Nam nó tốt được đến mức như thế nào, thì đấy là tầm nhìn của Willy. Và rất là cảm ơn anh Hiếu về những cái tầm nhìn vì người Việt và tạo ra cái giá trị thực cho xã hội. Thì em nghĩ đấy là một cái trong những cái lý do mà Willy và cái nền bứt sóng rất nhanh. Tại vì thực ra thì tiêu chí của cái nền dựa trên cái nguyên tắc ban đầu thầy trường lập ra đấy là bình đẳng, hồn nhiên, thẳng thắn, tích cực. Thì tất cả cái mong muốn của bọn em khi mà tham gia vào dự án cái nền ngoại ngữ thì cũng tương tự như Willy, tức là làm thế nào để cho người Việt mình có thể làm chủ ngoại ngữ, thứ nhất là tiếng Anh, sau đó thì mọi người hoàn toàn có thể dùng những cái kỹ năng này để học những cái thứ tiếng khác, để làm thế nào để mình tiếp cận được với cái thị trường toàn cầu hiện nay và trở thành công dân toàn cầu như là thầy trường vẫn mong muốn ấy ạ. Thế thì em cũng có một cái câu hỏi nho nhỏ cho anh Hiếu để chúng ta cùng suy nghĩ ngẫm thêm, đấy là có một số bạn trẻ thì có cái quan điểm đấy là thế tại sao bây giờ tôi lại phải học tiếng Anh trong khi tất cả các công cụ AI, các công cụ Translate này kia thì nó rất sẵn, và thậm chí là bây giờ có những cái công cụ mà nó có thể nghe nói theo thời gian thực rồi. Thế là tôi không hiểu là tại sao mà tôi phải vất vả học tiếng Anh làm gì. Thế thì ở góc độ của một người mà đã có trải nghiệm rất là sâu với tiếng Anh và giúp đỡ những người khác học tiếng Anh thì cái góc nhìn của anh Hiếu về cái câu chuyện này nó như thế nào ạ? Anh thích kể chuyện nhưng mà nói như thế nào nhỉ, và anh cũng hay thích so sánh. Đối với bên anh kỹ thuật nhé, thì khi mà ngồi tính toán lực chẳng hạn, có hai cách: một là tự tính như kiểu là mình biết sử dụng ngôn ngữ, hai là mình dùng phần mềm. Thì ngày nay thì là ngày càng nhiều các phần mềm nó xuất hiện và nó tính nhanh hơn rất nhiều. Thế thì cái sự khác biệt của các kỹ sư trẻ mới ra trường và kỹ sư 20 năm kinh nghiệm đều có thể sử dụng phần mềm và nó cùng ra, và nó có thể cùng ra kết quả các kết quả giống nhau. Thế nhưng mà đấy là trong trường hợp nó đúng. Nhưng mà ví dụ như là chẳng may mà nó sai thì bạn sinh viên mới ra trường không thể biết được là nó sai, bởi vì bạn ấy chỉ dùng phần mềm và tin tưởng hoàn toàn vào phần mềm. Bạn không biết là đằng sau cái phần mềm đấy nó là cái gì, nên là bạn ấy không có cái cảm quan về cái tính vật lý của cái phương trình đấy, của cái hiện tượng đấy, nên là bạn ấy hoàn toàn bị gọi là bị phần mềm lừa và không có thực sự gọi là có sử dụng được cái phần mềm nó. Thì nghĩ là nó một cách tương tự về AI hay là các công cụ khác, nó đều là nó là công cụ nên mình phải làm chủ được nó. Thế thì đúng, AI nó sẽ hỗ trợ cho mình để mình học nhanh hơn, nhưng mà mình học nhanh cách để làm chủ nó. Nếu mà mình chỉ hoàn toàn dựa vào nó và không biết đằng sau nó thì mình sẽ không 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 làm gì được. Thì bản thân anh cũng bây giờ cũng phải dùng AI rất nhiều. Dịch thuật anh sẽ không tự dịch nữa, anh dùng nó để dịch dịch thô và anh review nó. Thế nhưng mà nếu mà đưa cho một bạn khác mà bạn ấy dịch thì bạn ấy chỉ cầm bắt bạn dịch thôi, còn bản bản dịch nếu mà bạn không biết tiếng Anh thì coi như là nó dịch đúng hay sai thì là hoàn toàn không biết, đúng không? Nên là họ không thể nào mà để hoàn toàn mình phải tận dụng công cụ, nhưng mà mình không để cho công cụ nó quyết định thay mình được. Và em rất là cảm ơn cái phần ví dụ rất là minh họa, rất là dễ hiểu của anh Hiếu á. Và em cũng hy vọng mọi người có thể chia sẻ quan điểm của bản thân mình về cái câu chuyện này vào trong phần chat được không ạ? Bản thân em thì cũng có cái trải nghiệm tương tự như anh Hiếu, đấy là em thì bây giờ em cũng tất nhiên là em sẽ nhớ AI dịch nhưng mà trong quá trình AI dịch thì em cũng khi mà em đọc lại thì em cũng nhận ra là có những cái thứ mà AI dịch sẽ không hoàn toàn chuẩn. Và cái thứ hai đấy là có những cái thứ mà khi mà mình dịch ra ấy, mặc dù AI dịch xong rồi em chỉnh sửa lại tối đa theo cái cách hiểu của em rồi, nhưng mà nó vẫn bị mất đi một tầng ý nghĩa. Tại vì đôi khi có những cái thứ chơi chữ, đôi khi có những cái thứ văn hóa tiếng Anh mà ngoài cái việc thêm một dấu sao chú thích là ở trong ngôn ngữ gốc thì nó mang theo cái ý nghĩa này.
Em không có cách nào dịch ra được tương đương cả. Thì em không biết là anh Hiếu có cái, em nghĩ là anh Hiếu nếu mà anh Hiếu dịch nhiều chắc là anh Hiếu cũng sẽ có cái trải nghiệm mà khá là tương đương như vậy. Thế thì em nghĩ là em đặt cái câu hỏi này thì khi mà nhìn đến cái câu chuyện là 1 triệu Việt Nam, thành viên Việt Nam khác Việt Nam mà mình có thể nghe nói và hiểu tiếng Anh, thì em nghĩ là cái lý do tại sao bắt đầu học tiếng Anh của mọi người nó rất là rõ ràng ấy, để cho mọi người không có bị nản lòng khi mà xung quanh là những người khác bắt đầu không có động lực học, xong rồi sẽ dè bỉu mình ấy, sao phải vất vả thế, xong mà bây giờ có công cụ rồi, hoặc là có những người còn kiểu tôi không hiểu là ngoại ngữ để làm gì trong khi AI thế này thế kia. Thì em nghĩ là những cái đấy nó là hỗ trợ nhau, nhưng mà nó sẽ luôn luôn khi mà mình có làm chủ ngoại ngữ thì cái nó không chỉ là mở rộng cái khả năng của mình, mà kể cả về cái tư duy và cái góc nhìn của mình nó cũng sẽ khác. Thế thì đến phần tiếp theo của chương trình, trước khi mà mình đi vào cái công cụ của Willy, thì em cũng hy vọng là anh Hiếu có thể chia sẻ để cho mọi người có động lực hơn. Vì đến bây giờ thì em hoặc là anh Hiếu vẫn nói đến cái câu chuyện là Willy có thể giúp cho mọi người cải thiện khả năng tiếng Anh. Thế không biết mọi người có tò mò là cái thành tựu mà các thành viên của Willy đã đạt được sau khi trong sau cái quá trình tham gia và dùng cái công cụ của Willy không ạ? Rồi cảm ơn Thúy rất là nhiều. Thì hôm trước sau khi họp thì Thúy cũng bảo anh đi tìm thành tựu của mọi người, anh cũng hơi hơi đợt vừa rồi cũng hơi vội để mà tìm kiếm liên lạc với mọi người xem là mọi người dạo này thế nào, rồi đã đang ở đâu. Anh chắc chắn biết là có rất nhiều bạn đang tại vì mà rất là vui đấy là các bạn tham gia xong rồi các bạn vươn ra thế giới, và sau đó thì đôi khi thỉnh thoảng các bạn quay lại, các bạn nhắn tin cho anh nên anh cũng biết sơ sơ một chút. Thì ngay cả trong team admin, tức là các bạn mà đã tham gia xong rồi các bạn ấy đạt được học bổng, thì các bạn cũng lại quay lại để hỗ trợ Willy. Thì có bạn đã được học bổng của OZ ở Australia, có bạn thì được học bổng ở sang sang Bournemouth ở UK, có một bạn thì là học bổng 50% ở UK, bây giờ đang làm việc ở Việt Nam. Có tí nữa thì mình sẽ chia sẻ một số cái như kiểu gọi là notification, gọi là review của các bạn thành viên để mọi người hiểu hơn một chút. Trên website bên blog của Willy mình sẽ dần dần mình sẽ đưa thêm ngày càng nhiều các thông tin hơn, và hệ thống dữ liệu của Willy đang 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 được thiết kế để mà mọi người có thể nhìn thấy rõ nhất cái hiệu quả của chương trình. Thì ở đây mình có thể nói về mặt hiệu quả và thành tựu ở trên góc độ nó rộng hơn một chút. Thế là với chương trình Willy từ khi bắt đầu đến giờ là bây giờ là có 50 người thành viên trong một tháng, đây là một cái sự khác biệt này. Có rất nhiều các bên rất cố gắng làm nhưng không xây dựng được cộng đồng, tức là mọi người làm công cụ rất là dùng, và 8.500 người đấy, khi mà mọi người click nghe bài thì bọn mình lưu lại dữ liệu đã nghe được đến 87.000 lần trong một tháng, và có 20.000 bài đã được nộp. Đó là một số lượng rất là lớn mọi người nghĩ. Và trên cái website tí nữa mình sẽ cho mọi người là cứ vài giây lại thấy có một ai đó đang đọc, một ai đó đang nghe, một ai đó đang chat, một ai đó đã nộp một bài, và ai đó đã nộp 5 bài hay 10 bài. Nó là một nguồn động lực rất lớn cho mọi người tham gia. Và tháng vừa rồi mọi người tổng ra mọi người dành đến 42.000 giờ để nghe chat tiếng Anh. Thì đó để đó để mà mọi người thấy rằng là đang có những người xung quanh để cho nó cái việc mà nghe luyện nghe tiếng Anh nó không không buồn bã. Rồi về thành tựu mình có trên website có thể thấy là một bạn có một vài các trường hợp, mình chỉ lấy hai trường hợp cụ thể ở đây. Đấy là một bạn đang là HR của tập đoàn FPG, thì bạn thấy rằng là sau một thời gian thì thấy tự tin lên rất là nhiều và có thể đẩy nhanh được tốc độ nghe chép bài, bởi vì mình đọc được. Nó là vấn đề chung của mọi người thì nghe lúc mà các bạn nghe thì nghe chậm không được, nhưng mà nghe nhanh, nghe chậm thì được nhưng nghe nhanh là gặp khó khăn. Thì bạn ấy đã đẩy nhanh được tốc độ nghe chép bài và nghe được rất nhiều âm nối và âm câm, và sau khi một thời gian bạn cảm nhận được cái nghe được phiên âm và viết ra được đúng từ, thì đó là thực sự một cái tiến bộ rõ rệt. Rồi còn bạn Trần Du Hiền thì là điều phối giáo viên nước ngoài của trung tâm Anh ngữ Sydney, thì là với Willy bạn ấy học được cái nội mình học được cái nghe nhiều, các bạn sẽ cảm thụ được cái văn hóa nên là bạn giúp bạn tự tin và bạn học được một cách chủ động.
vừa theo đúng ý nghĩa và tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Thì đó là những cái feedback rất là positive của các bạn, và mình thỉnh thoảng mới có thời gian để nói chuyện với mọi người, nhưng mình cũng đang cố gắng tập hợp lại để mà các bạn thành viên mới có thể cảm nhận được. Và nhà mình có một cái Zalo, Willy có hai Zalo group, một Zalo group nó đã hơn 1.000 người rồi, còn mà Zalo group lại vẫn đang dần dần tăng lên, thì mọi người có thể vào đấy để hỏi han về kinh nghiệm, về về feedback, về các thứ, thì nó sẽ là một cộng đồng để hỗ trợ mọi người rất là nhiều. Kể thêm một câu chuyện nữa để mọi người hình dung là bạn CTO, tức là bạn Chief Technology Officer của Willy, là bạn ấy tham gia Willy từ năm cấp 3, và khi mà nhờ Willy bạn ấy có thể học được cái học bạn ấy nghe nói được tiếng Anh, và bạn ấy học được lập trình, và nhờ vậy mà bạn ấy khi đã lên đại học và bạn ấy đã viết website cho Willy, và bây giờ bạn ấy đã là mới là 20, sinh năm 2000, tức là 24 tuổi, bạn đã là lead engineer của True Platform và tạo ra được cái phần mềm như thế này cho mọi người sử dụng. Thì đó là những câu chuyện rất là thành công. Wow, những câu chuyện rất là truyền cảm hứng đúng không mọi người? Thế là tại sao mọi người không tưởng tượng là một trong những số chúng ta ngồi đây đúng không? Vài tháng nữa hoặc là một năm nữa mọi người có thể nghe tiếng Anh thành thạo và mọi người lại tham gia cùng với cái nền và câu lạc bộ của cái nền tiếp tục nghe nói tiếng Anh thành thạo và chúng ta sẽ tiếp tục hướng dẫn những điều mới. Thế em nghĩ là nếu như mình cứ đi theo nguyên tắc đáp đền tiếp nối như thế thì cái ước mơ 1 triệu người Việt Nam có thể tham gia và có thể cải thiện được kỹ năng ngoại ngữ của anh Hiếu thì nó không xa vời đến như thế đâu ạ. Nhưng mà nó sẽ cần sự chung tay của mỗi mỗi thành viên chúng ta ngồi ở đây. Còn nếu mà chỉ có một anh Hiếu hay là chỉ có một ban ban chủ nhiệm cái nền ngoại ngữ thì chắc chắn là sẽ không đi được đến đến đâu cả đúng không mọi người? Thế thì em thấy là ở trong cái phần mà Zalo thì anh Hiếu có đặt một câu hỏi rất là thú vị về về những cái vấn đề mà những cái cách phương thức luyện nghe của mọi người và những cái vấn đề mà mọi người đang gặp phải. Thế thì em không biết là anh Hiếu có thể chia sẻ kỹ hơn về cái quan sát của anh Hiếu về những cái vấn đề mà mọi người đối mặt cũng như là những cái gợi ý về cái giải pháp của anh Hiếu được không ạ? Ừ, xin cảm ơn Thúy. Thì mình hôm ra những cái câu hỏi mình đặt là ở trên cái ra đây là thực sự mình có gọi là làm diễn giả của một số các sự kiện khác, nhưng mà chưa có cái sự kiện nào mình chuẩn bị kỹ càng như cái sự kiện ở cái này này, bởi vì một phần mình biết là có một số lượng người tham gia rất là lớn, và hai là mình rất là thích cái chương trình cái này, và những cái câu hỏi đấy nó thực sự tổng kết lại gần như là 10 năm mình làm, và mình làm cái chương trình We Enjoy Learning English, nó là không phải nghề chính của mình không phải là giáo viên, mọi người hay gọi mình là thầy, nhưng mình chưa thực sự dạy hẳn một bạn, nhưng mà bởi vì mình tiếp xúc với quá nhiều người trong 10 năm và các bạn ấy thực sự tiến bộ nên mình hiểu, và mình nói chuyện với mọi người nên là mình hiểu được cái quá trình phát triển của mọi người như thế nào. Thì mình có phân tích một số cái sai lầm của một người mới bắt đầu, tức là tất cả những cái phương pháp này đều đúng và đều hỗ trợ cái việc học từ vựng và nâng khả năng nghe tiếng Anh. Nhưng mà phương pháp nào dùng tại thời điểm nào cho nó phù hợp. Đó. Thế thì hiện tại như mình và có lẽ là như Thúy, sau một thời gian mà khả năng tiếng Anh đã rất là tốt rồi thì phương pháp có lẽ tốt nhất là nghe podcast. Mình hay nghe là 6 Minute English của BBC Learn English hoặc The English We Speak để mình hiểu được thêm cái văn hóa cách sử dụng từ. Và mình cũng thỉnh thoảng nghe YouTube có hoặc không có phụ đề tiếng Anh rất là tốt. Xem phim nó. Nhưng mà với người mới bắt đầu như mình có kể từ trước đây ban đầu của buổi nói chuyện ấy, nếu mọi các bạn mới bắt đầu nghe tiếng Anh mà các bạn nghe podcast thì như là bạn mới biết lái xe đạp mà bạn vào đường cao tốc, bạn sẽ rất là hoảng hốt và chắc là bật lên ngay là tự tắt đi rồi. Xem phim cũng như vậy, tốc độ phim rất nhanh, và nếu bạn xem phim tiếng Anh có phụ đề tiếng Việt thì cái khả năng rất cao đấy là não của bạn. Mình luôn xác định và cái này đã được nhiều confirm là não là một vật thể rất lười,
cứ cái gì dễ nhất là nó đi theo cái đường đấy. Con người bản chất ra là lười, bởi vì lười nó tiết kiệm năng lượng, nên lười là bản tính sống còn. Nên là nếu mà có phụ đề tiếng Việt, chắc chắn mình sẽ học tiếng Việt, và khối lượng mà mình hấp thụ tiếng Anh rất ít, gần như là không có, nên là chỉ gọi là bật lên cho vui thôi. Nếu mà YouTube tiếng Việt phụ đề tiếng Anh cũng như vậy, tức là miễn nếu mà có cái gì nó liên quan đến tiếng Việt thì não mình sẽ theo hướng đó và khả năng học của mình sẽ giảm rất nhiều. Cái duy nhất nó có thể hỗ trợ đấy là YouTube tiếng Anh và phụ đề tiếng Anh, trong trường hợp mình gặp khó khăn thì mình nghe được cái đấy thì cũng ok. Nhưng mà bởi vì cái phương pháp nó, bởi vì dù là YouTube hay là phim thì tốc độ của nó rất nhanh, cái não của mình khi mà mình phải làm việc với một thứ tốc độ rất nhanh, nó sẽ bỏ qua những cái tiểu tiết và cái khả năng học của mình sẽ chậm đi. Nếu mà có một số bạn runner, các bạn sẽ biết rằng là khi chạy thì mình nó sẽ đốt đường, còn nếu mình đi bộ thì nó đốt mỡ. Nên là cái việc nghe tốc độ nhanh hay tốc độ chậm nó cũng phục vụ với những mục đích khác nhau. Và với người mới bắt đầu, mình rất khuyên là không nên nghe tốc độ nhanh. Các bạn nghe tốc độ thật chậm. Giống như nếu mà các bạn học võ cũng thế. Các bạn nghĩ là đấm hoặc là đá nhanh nó mới gọi là giỏi, trông nó mới hoành tráng, nó giống như phim. Nhưng mà các thầy dạy võ đều bảo là các bạn làm động tác phải thật chậm và chuẩn, nó mới khó. Kiểu đứng tấn và đứng một phát mà đợi đứng lại lên thì rất rất dễ, nhưng bạn đứng tấn thử một thời gian dài nó mới khó. Thì tất cả những cái ấy mình vẫn nói là tốc độ mình, các bạn mới bắt đầu nên chọn tốc độ chậm mà từ chậm đẩy dần đến nhanh, chứ không lập tức ngay lập tức nhảy vào cái tốc độ nhanh. Rồi đấy là 4/5 cái ý này rồi. Và cái mà học từng từ ấy, cái ý về mặt mà học từng từ thì bạn nghe từng từ ok, nhưng mà các bạn cũng nhớ là ở phần một cái poll khác mà mình nói là khi mà học, các bạn nghe từng từ các bạn thấy ok, nhưng mà khi nghe cả câu là ngay lập tức não nó gặp khó khăn. Đó là bởi vì là khi mà học từng từ các bạn chỉ biết một phiên bản của cái từ đấy thôi, là một, nhưng mà cái tên từ đấy nó đi kèm một cái từ khác và nó nối âm là các bạn sẽ gặp khó khăn. Cái thứ hai là đúng là học từng từ thì là não mình nó bị, mình chưa ép sung não đủ để mà làm quen với cái việc là nghe nhiều từ cùng lúc. Thì học từng từ rất tốt, mà khi mà bạn chưa đủ lượng số từ đủ thì bạn nên học từ vựng, nhưng mà không cần phải học đến tiếng Anh có 5.000 từ, bạn không cần phải học đủ 5.000 từ bạn mới vẫn nghe kiểu cả câu. Bạn chỉ cần khoảng 1.500 từ chính là bạn có thể hoàn, và thậm chí chỉ 500 đến 500 từ, hơn 500 từ là bạn bắt đầu có thể luyện nghe được rồi. Và luyện nghe trong những cái câu đơn giản dễ hiểu là sẽ tốt hơn là cứ mãi học từ mà không học nó trong trong một câu, một bài nghe. Ok, để làm phân tích về gọi là sai lầm của người bắt đầu, và mình có một cái phô khác rồi. Đây là cái mà cậu vừa rồi mình nói là thiếu tư vựng, tức là phần lớn mọi người nó thế này, có những bạn là rất muốn nghe nhưng mà các bạn bảo tớ sợ lắm, tớ chưa nghe, tớ chưa biết được từ vựng, để tớ học nốt 3.000 từ đã rồi tớ mới bắt đầu nghe. Thế xong rồi cứ trì vãn nó đến mãi mà mãi chưa học vào 3.000 từ, mà là tớ học đến từ 1.600 mà tớ quên mất 10 từ đầu, bây giờ tớ không nhớ được. Như vậy, như thế thì đợi mãi, mà thực tế là không cần thiết phải. Cái sự thật mọi người cứ nghĩ rằng là mọi người không nghe được là do thiếu từ vựng, nhưng phần lớn là nó không phải là do thiếu từ vựng, mọi người chỉ chưa nghe, tại vì mọi người nghe tốc độ quá nhanh ấy. Đến khi mà mọi người nghe tốc độ nó đủ chậm, mọi người sẽ nhận ra rằng là có lẽ 6 trên 10, 60% số từ đấy, các bạn đã biết nó là gì rồi, và 60% cái số từ trong câu đấy là đủ để hiểu cái nghĩa của câu đấy rồi. Nên là cái việc thiếu từ vựng là thường không phải là rào cản khiến cho các bạn không nghe được.
cái chỗ mà nghe được từ riêng lẻ, không nghe được cụm từ trong nối âm, đó là vấn đề mà khi các bạn học bằng Duolingo. Mình cũng dùng đọc Duolingo, mình cũng dùng Duolingo để học tiếng Pháp, nên mình biết là đấy là cái lỗi của mình. Nên là để vượt qua được cái việc mà nghe từ riêng lẻ và học nối âm là các bạn phải nghe cả câu và cả câu trong cả một cái bài nghe. Phát âm sai nên biết từ vựng nhưng vẫn không nghe được từ đó, nên là một lỗi thường xuyên. Và nhất là người Việt mình, hồi xưa mình học là học trong ngữ pháp, mình đọc trong đầu mình có một cái từ. Và nhất là một cái là tiếng Việt nó rất hay ở chỗ là nó có cùng cái hệ chữ Latin, nhưng cái bất lợi của nó là cùng cái chữ đấy nhưng nó không phát âm giống như thế. Ví dụ như là bây giờ mình quay lại phần phát âm này rất là dài, nhưng mà cũng là tờ tiếng Việt nó là ti, hay là tiếng Anh rất là ti, cái thứ kiểu như thế. Nên là phần lớn trường hợp nếu mà mình không học qua nghe hoặc là học một cách chuẩn phát âm, là thường là mình sẽ phát âm trong đầu một kiểu, khi nghe nó là một kiểu khác nên nghe bị sai. Và cách tốt nhất để mà mình sửa cái đấy, vì rất rất nhiều học viên đã nói với mình rằng là em không nghe, tức là như trường hợp của Thúy, tức là chép ra bài không nghe được từ đấy từ gì, xong cầm lại và hóa ra đáp án là như thế. Thế từ này em biết nhưng mà tại sao không nghe được? Bởi vì em phát âm sai. Thế thì em phải tra cái từ đấy để biết cái từ đấy là nghe là gì, thì lần sau không phát âm sai nữa. Và dùng cái nghe chép chính tả là một cách tuyệt vời để sửa cái việc đấy, và nó giúp cho bạn phát âm từ chuẩn, mà giúp cho bạn sửa phát âm từ rất nhanh. Và cái đấy là cái đặc trưng của nghe sinh thả, nó hơn là các phương pháp khác. Khi mà các bạn nghe nghe qua phim, xem phim và nghe podcast ấy, thường là các bạn bỏ từ, tức là bạn chỉ cần nghe cái ý chính là bạn nắm được thôi. Bạn không cần, có những cái từ bạn không nghe được, bạn không biết, nhưng mà đã nghe cho chính thả bạn sẽ biết chính xác từ nào bạn không nghe được, bởi vì không nghe được là nó sẽ lộ ra luôn. Mà không nghe được thì bạn sẽ biết được đấy là bởi vì các bạn phát âm sai, và do đó các bạn cải thiện được cái việc cải thiện được cái kỹ năng nghe đó rồi. Tốc độ xử lý của não còn chậm thì mình sẽ giải thích là làm thế nào, và nó có một bàn để mà dần dần các bạn có sự tự tin rằng là khi mà nghe chép chính tả và nghe nhiều các bạn sẽ nghe được. Tức là một số bạn có sự tự ti là em cứ nghe mãi không được, em chỉ nghe được cái như thế này thôi, nghe liệu em còn có thể tiến bộ hơn được hay không. Đó, khẳng định của mình là chắc chắn bạn có thể tiến bộ được, thì nó qua bốn bước như này. Đầu tiên là bạn phải nghe từ nào, bạn phải biết từ đấy, tức là các từ nó phát âm như thế nào, mình phải sửa lại trong đầu rồi mình là từ đấy nó phát âm như thế nào, nó mình biết được. Và không nhất thiết là mình phải tự học từ 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 từ, nó rất là chán. Nghe chép sinh tả sai từ, từ mình sẽ phát âm sai, ngay lập tức mình biết được là từ đấy nó phải phát âm đúng như thế nào. Sau khi mình nghe từ nào mình biết từ đấy, não nó tiếp đến một bước là nghe cụm từ nào thì biết cụm từ đấy. Tức là thay bởi vì nhé, ví dụ như là in my opinion, bình thường bạn phải nghe là in my opinion. Đến lúc sau cái câu nó nhanh như thế, in my opinion, bạn nghe speaker nói in my opinion, bạn chỉ nghe được chữ P, thực sự là chỉ nghe được mỗi chữ P thôi, và những cái xung quanh nghe quen quen, mình đoán đấy là in my opinion. Thế là trong ý kiến của tôi, in my opinion. Nó thì đến lúc khi mà não bạn xử lý được ở đến một mức đấy thì bạn sẽ không tốn cái sung não để mà xử lý cả ba từ nữa, và bạn chỉ cần biết cái từ đấy và bạn tiết kiệm thời gian, bạn dùng được cái đấy cho việc khác. Rồi cái thứ ba, level thứ ba, đẳng cấp thứ ba là khi mà nghe câu trước đấy, là sau đó mình nói sau đó là although despite of that hay là however các thứ, là nghe cái từ nối ở cái câu đấy, mọi người thường tiếng Anh nó nói là however, cái là nó sẽ dừng một chút, câu tiếp theo mình phải đoán được nghĩa ý của câu tiếp theo nó như nào, người ta khả năng người ta dùng từ như nào, tức là nó thể hiện là cái não mình sau khi nghe nhiều rồi mình có sự chuẩn bị trước, mình chuẩn bị trước tại cái thời điểm mà người ta còn chưa nói ở cái câu tiếp theo, để biết được, mình đoán được là người ta định nói gì. Và cái đẳng cấp cuối cùng đấy là khi mình nghe thấy người ta nói được một topic, là mình đã đoán được là một cái danh sách các cái từ vựng người ta đã sử dụng, vì mình nghe nó nhiều rồi.
Ví dụ như bạn nghe một cái bài episode, hai bài episode, ba bài episode, bốn bài episode đều mà chủ đề, thì mình nhớ được ở trong đầu là nó sẽ là những cái từ như thế. Và khi mà người ta nói đến cái topic đấy, mình biết những cái từ đấy có khả năng nó sẽ xuất hiện. Thế thì tất cả nó thể hiện rằng là tất cả nó là sự chuẩn bị. Và mình nói là phương diện tiếng Anh thì nó hơi khó. Nhưng bạn hình dung bây giờ mình rất hay so sánh với mọi người là bạn nghĩ đến việc, đó là các bạn đàn ông, các bạn nghĩ đến việc lái xe ô tô ở đường cao tốc. Nếu mà ngay lập tức bạn chưa biết gì, bạn mới biết xe đạp mà bạn vào đường cao tốc, bạn sẽ rất là sợ, bạn sẽ không dám gì và bạn ngay lập tức bạn chạy ra khỏi đường cao tốc. Rồi bạn, nhưng mà nếu bạn học lái xe xe đạp, bạn đi xe máy, bạn vào đường cao tốc, bạn lái từ từ, cứ mỗi lần đi gặp một tình huống, bạn dừng dừng chậm lại, bạn nhìn tình huống, bạn xử lý tình huống, lần sau bạn nhớ, thì đến lúc dần dần để bạn lái 110 cây giờ cũng không vấn đề gì đó. Thế thì bạn cứ dần 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 và dần dần, lần đầu tiên mình đang chạy mà có một con chó nó chạy ra, mình không biết xử lý như nào, nhưng mà lần thứ hai, lần thứ ba có con gì nó chạy ra mình cũng xử lý được hết. Thế thì tất cả những cái về mặt học nghe này, nó đều là kỹ năng, đều là phản xạ và đều là những tình huống. Nếu mà mình đã làm quen, mình đã biết cách xử lý rồi, dần dần mình đều có thể đạt được đến cái level cao nhất. Và Willy, mình không hướng tới việc dạy IELTS, nhưng mà các bạn mà đã nghe Willy một thời gian dài thì đến lúc mà về luyện IELTS thì nó gọi là đã luyện nội công khá là thâm hậu rồi. Đến lúc luyện chiêu thức nó rất là nhanh, bởi vì các bạn đã có một cái lượng từ vựng rất rất lớn. Và mình mong muốn là các bạn, đặc biệt các bạn sinh viên, là nên tham gia từ năm nhất để đến lúc năm cuối có thể thi TOEIC, TOEIC hoặc là IELTS, thì lúc đấy không còn là vấn đề của các bạn nữa. Rồi. Ok, đấy là những cái phân tích, những chia sẻ của mình về 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 những cái polls của mọi người. Mình có thể nói đến cái phương pháp của Willy trong nghĩa cho chính tả, nhưng mà có khi đợi 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 Thúy nói chuyện một chút. Feedback của Thúy một chút đã, rồi anh có thể nói chuyện tiếp. Wow, em rất là thích cái phần chia sẻ vừa rồi của anh Hiếu, tại vì thực ra thì bản thân em cũng nghe, bản thân em trải nghiệm một phần, và em cũng nghe rất là nhiều bạn kể về những cái khó khăn tương tự khi mà nghe. Là chẳng hạn như khi anh Hiếu nói về cái vấn đề mà mình nghe mà có phụ đề ấy, thường thì mọi người nghĩ là ok, mình nghe phụ đề tiếng Việt thì nó sẽ không tốt nên mọi người để phụ đề tiếng Anh. Nhưng mà em lại có một cái chị bạn mà chị ấy là học đại học là chuyên ngành là tiếng Anh, xong rồi sau đấy ra trường thì chị ấy đi dạy tiếng Anh vài năm liền. Và sau đấy thì chị ấy kết hôn với một người chồng chị ấy là người Anh. Thì chị ấy mới nhận ra một cái sự thật đau đớn, đấy là tôi rất là giỏi tiếng Anh, tôi đi dạy cho mọi người tiếng Anh. Nhưng mà khi qua Anh thì tôi gần như tôi nói mọi người không hiểu và mọi người nói tôi cũng bắt được rất ít. Vì lý do chính là tại vì chị ấy xem các video này kia thì chị ấy hay để phụ đề tiếng Anh nha mọi người. Nhưng mà cái vấn đề khi mà mọi người để phụ đề thì nó chỉ cải thiện khả năng đọc của mọi người thôi, chứ nó không cải thiện được nhiều khả năng nghe đâu. Thế cho nên là với những cái phương pháp này thì thực ra là em nghĩ là một cái phương pháp nó sẽ có một ưu điểm, nhưng mà đúng như là anh Hiếu chia sẻ mọi người, mỗi cái phương pháp mình chỉ dùng được cho một cái giai đoạn thôi, và khi mà mình trình độ của mình lên được một cái giai đoạn tiếp theo rồi thì mình phải bắt buộc phải tạo áp lực cho cái não mình để mà nó xử lý được theo cái cách tối ưu nhất. Cuối cùng mục đích của mọi người vẫn là làm thế nào mà mọi người có thể bật một video ra đừng để phụ đề mà mọi người vẫn phải hiểu được. Bản thân em bây giờ thi thoảng em xem phim cùng với em xem phim thì em vẫn để theo kiểu em xem phim chồng em cùng với chồng em thì rất là giỏi tiếng Anh. Nhiều khi em cũng thấy em nghe mãi em đang kiểu giai đoạn buồn ngủ em cũng rất là muốn bật phụ đề, nhưng mà đúng là mỗi lần em để ý là mỗi lần mà mình bật phụ đề thì gần như là mình chỉ tập trung đọc thôi chứ mình không còn nỗ lực để nghe nữa. Thế cho nên là kể cả khi mà mọi người bắt đầu giỏi giỏi tiếng Anh rồi ấy, thì mọi người cố gắng là tắt cái phụ đề đi. Tắt cái phụ đề đi, tự nhiên não của mình, tất nhiên là có những cái từ mình rất là vất vả. Em xem phim với chồng em lâu lâu em phải quay qua em hỏi ấy, người ta vừa nói gì em chẳng nghe được. Thì chắc chắn là mình sẽ có những cái thời điểm như thế, nhưng mà chỉ có cái phương pháp ép não mình như thế thì mình mới bắt làm cho cái tai mình quen, cái não mình quen với cái việc mà hiểu. Tại vì đi ra đời thì mọi người biết rồi đấy, lúc mà mình nói chuyện với người ta làm gì có ai hiện một cái dòng phụ đề tôi đang nói như vậy cho mình nghe đâu. Nên là nếu mà mục tiêu cuối cùng của mình vẫn là nghe, hiểu và giao tiếp được và dùng được trong cuộc sống, trong công việc, trong học tập thì
Thì em nghĩ là những cái tips của anh Hiếu thì mọi người nên là nghe nghe đi nghe lại rất là kỹ và áp dụng theo từng giai đoạn của mình nhé. À, cái phần này thì em nghĩ là bây giờ thì cũng đã khá khá thời lượng rồi. Thì em nghĩ là mọi người cũng đang rất là mong chờ anh Hiếu giới thiệu đến chuyên mục gọi là hấp dẫn nhất của chúng ta ngày hôm nay được không ạ? Làm thế nào mà Willy có thể giải quyết được cái bài toán mà rất là nhiều người, em nghĩ không chỉ người Việt đâu, nhiều thì Willy vẫn đang còn là người Việt, nhưng mà why not, tại sao một 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 lúc nào đó nó sẽ không giải quyết hộ cho các bạn không phải là tiếng Anh bản xứ trên toàn cầu. Chúng ta không không nhất thiết là phải dừng lại người Việt đúng không ạ? Thế thì làm thế nào mà Willy có thể giải quyết được cái bài toán giúp cho mọi người nghe được tốt hơn đúng không ạ? Cảm ơn Thúy rất là nhiều. Và đúng như Thúy nói là sau khi đã giải quyết bài toán của người Việt học tiếng Anh thì Willy đã có kế hoạch để tiếp tục chuyển sang tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Tây Ban Nha, đã có yêu cầu về tiếng Nhật, thì tiếng Trung thì mình không chắc, tùy 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 yêu cầu. Và sau khi giải quyết được vấn đề của người Việt thì chúng ta sẽ giải quyết vấn đề của người nước khác, thì nó cái khả năng scale của nó rất là nhiều. Thì nãy giờ mình mới tất cả những phân tích vấn đề và các thứ là mình chỉ chia sẻ về gọi là nghe trên sinh tả là một cái phương pháp rất là tốt. Thế thì nhưng mà cái khó khăn của phương pháp nghe trên sinh tả, hình như là mình cũng có làm một cái poll nhưng mà mình không để lại trên này, đó là nghe trên sinh tả là khi mà chép ra giấy rồi tự so sánh thì nó rất 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 tốn thời gian. Và bản thân mình hồi xưa khi mà chưa có Willy thì mình đã tự thử, và nhất là nếu mà học một mình thì nó buồn, mình làm chắc làm được một thời gian xong là mình tự dừng. Và nghe chép chính tả nó không có một cộng đồng thì bạn sẽ rất dễ, bạn sẽ phải bạn sau một thời gian là bạn bạn không thể không có ai gọi là chia sẻ cùng, không có ai chấm điểm cho bạn, không có ai động viên, thì bạn sẽ dần bạn chán và sẽ dần rất dễ chuyển sang các phương pháp khác nó dễ dàng hơn, như kiểu là nghe và không chép đó. Thì đồng thời là cái lỗi và cái mà mọi người gặp khó khăn rất nhiều đấy là khi mà đang nghe trong bài ấy, cứ gặp một từ khó là kiểu như bạn như rồi mình mô tả, mình đang lái xe gặp một con chó con mèo chạy qua cái là mình bị mất phương hướng, lúc quay lại là không thấy cái đường phía trước nó biến mất mất rồi đó. Thế thì Willy đã nâng cao được cái tầm cao mới với 10 năm bọn mình thực hiện, bọn mình đã tạo ra các công cụ thì bọn mình đã hỗ trợ cái phương pháp nghe chép chính tả này đến mức tối ưu. Đó, 3 điểm, tức là một ấy, là bọn mình tạo ra cái đèn dẫn đường, tức là trong cái bài nghe ấy, nó sẽ không chỉ là bạn bật bài nghe lên và bạn chép, bạn không chỉ chép và không hề biết cái chuyện gì đang xảy ra phần còn lại, bọn mình tạo ra những cái gợi ý ở bên trong. Thì các bạn mà mới bắt đầu ấy, cái chỗ này là mình để khá là nhiều ô trống, các bạn mới bắt đầu mình chỉ xóa có 25% số ô trống thôi, nên là phần lớn các bạn thấy đường dẫn đường khắp nơi. Tức là khi các bạn nghe mà các bạn đã thấy những cái từ như thế và nó phát âm như vậy, các bạn rất là yên tâm. Và đến lúc nó chỉ là điền ô trống thôi. Nhưng mà các bài tập điền ô trống bình thường ở trên sách giáo khoa là nó cả bài chắc chỉ có 10 ô trống, thì nó sẽ không hỗ trợ được về mặt chép nghe chép chính tả. Cái của Willy là bọn mình để đến hàng rất thường là phải đến 50 đến 100 ô trống để mọi người điền vào. Và sau khi mà mọi người thấy tự tin về việc nghe cái bài mà có hai giấu 25% số từ thì các bạn có thể nghe cái bài mà đã giấu 50% số từ cho đến 75% số từ. Như Thúy nói là ép não đến mức là đến lúc mà 100% số từ giấu đi mà vẫn nghe được, à lúc đó là bạn thành công rồi. Ngoài ra có những cái rất nhỏ thôi nhưng mà rất hiệu quả, tức là khi mà các bạn nghe chép, các bạn hình dung là với một cái máy tính bình thường các bạn sẽ phải nghe này, các bạn đánh máy nhé, xong đến đoạn mà không nghe được bạn dừng, bạn lại cầm chuột bạn ấn nút pause, bạn nghe bạn đánh xong rồi lại phải ấn nút play, hoặc là bạn phải di cái chuột ra khoảng 5 giây phía trước rồi bạn đánh lại. Những cái như thế nó rất là tốn công và tốn thời gian. Thế thì những công cụ của mình được xử lý là để ngay ở trên máy tính, các bạn dùng ấn nút một là play với pause, ấn nút hai là tua ngược lại, nó phải tăng cái tốc độ hiệu quả của nghe chép của bạn lên hơn 50% đó. Và cuối cùng là điều tuyệt vời nhất đấy là so với thời xưa của Thúy ngồi nghe chép đấy là bọn mình chấm điểm luôn cho các bạn. Các bạn sẽ biết được là bạn nghe đúng sai ở đâu, những từ nào các bạn thường gặp 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 phải, từ đúng là gì. Thì có lẽ tí nữa mình có thể sẽ demo cho các bạn một bài rất là ngắn, các bạn có thể biết được là một bài nó như thế nào. Đó. Ngoài ra, đây mình chỉ có hai slide, có lẽ là mình có thể đi được đến demo luôn. Đấy là với các hoàn toàn
95 chín chắc là 95% các bạn là hoàn toàn free user. Có một số bạn có nhu cầu là nghe, cái này là toàn bộ Willy hoạt động đều là trên website, phần lớn là trên website, nhưng mà có nhiều bạn khi mà ra đi làm có hoặc là có gia đình thì không có thời gian để mà dành thời gian để nghe chép ở trên trên website, thì các bạn có nhu cầu sử dụng mobile thì với bọn mình có một cái phí hàng năm là 220.000 một năm thì các bạn có thể sử dụng mobile miễn phí và có thể tạo ra bài nghe theo nhu cầu của bản thân. Cái chi phí đấy bọn mình sẽ có một số cái discount code, tí nữa mình sẽ thông báo sau tại buổi cuối của cái buổi chia sẻ. Rồi, trải nghiệm 5 phút đây là cái phần mà mọi người rồi trải nghiệm 5 phút. Cái trải nghiệm này tốt nhất là mọi người có thể nghe cùng với anh Thúy ạ. Làm thế nào để mà mọi người có thể nghe Ừ, cùng với em anh nghĩ nhỉ? là anh khi mà anh xem màn hình ấy, anh để ý có cái nút mà share audio Ok, thế thì thì để anh thử lại bởi vì vâng, cái lúc mà anh share nó sẽ ở bên khoảng nửa bên phải của màn hình, nó có một cái nút share audio. Rồi, share Cái lúc mà đang chọn option share screen nào á screen. thì Đúng nó sẽ rồi, share share sao thì nó... sound. Ok. Rồi, mọi người ạ, nhìn thấy màn hình rồi của mình rồi đúng không? Anh nhìn thấy rồi ạ. Rồi. Đây là giao diện của Willy sau khi mà mọi người đăng ký. Tí nữa mình sẽ nói chút về về việc đăng ký, thì sau khi đăng ký xong mọi người sẽ thấy đây, ở đây sẽ có cái challenge về từ đối ngoại ngữ thôi, cho mọi người sẽ thử một bài nghe trước, sau đó mình sẽ nói những phần khác sau. Rồi, cái bài nghe mà mọi người thử hôm nay là bài nghe đầu tiên được tạo hoàn toàn bởi team Willy và viết về cuộc hành trình của Willy the Wallaby. Willy là tên của chương trình, the Wallaby là chú chuột túi. Nó được tạo ra từ câu chuyện, được lấy cảm hứng từ chuyện là một những chú chuột túi bị lạc tại Việt Nam, và các chú chuột túi này sẽ từ Việt Nam nhảy qua Lào, Campuchia, Thái Lan, qua các nước và trở về Australia an toàn. Bọn mình tạo câu chuyện này với mục tiêu, với những cái ngôn từ nó rất là đơn giản, dễ dàng và để cho các bạn mới nghe có thể nghe được. Bài nghe này được đọc bởi bác George William, là một người bạn rất là thân của chương trình, và cái giọng đọc rất là trầm ấm. Thì mọi người khi mà nghe có hai lựa chọn, đấy là nghe với gợi ý và nghe không gợi ý. Như mình nói vừa rồi đấy, có nghe không gợi ý các bạn sẽ không có các cái từ hướng dẫn đường. Với các bạn mới bắt đầu, mình khuyên các bạn là nghe với gợi ý. Các bạn có thể thấy là bài này đã được hơn một mình mới đăng được khoảng 2-3 ngày và đã hơn 1.300 người nghe, nguồn hoàn toàn của Willy. Rồi chúng ta sẽ bắt đầu nghe. Willie the Wallaby. Mọi người nghe được không? Em nghe được ạ. Ok. Rồi. Mình sẽ chép luôn ở đây để mọi người đợi. Was far from home. And Wallaby. Mọi người để đấy, anh mình ấn nút 1 cái là nó tự động tua này. feeling a Nó little. tua và dừng. Và mình ấn số 2 là nó sẽ tua ngược trở lại. Willie the Đó. Wallaby was far from home and feeling a little scared. He had gotten lost in a colorful place called Vietnam, where everything looked and smelled so different. As he hopped down a busy street, he saw bright, glowing lanterns in the air and smelled yummy noodles cooking in big pots. It was exciting, but he missed Australia and was. Rồi, khi mà bạn ví dụ nhé, bạn muốn hiện ô sai, kiểu bạn không biết là mình đã nghe đúng hay sai ở đâu, bạn có thể ấn, bạn ấn thử kết quả để bạn sẽ biết là bạn đang nghe được bao nhiêu phần trăm đúng rồi. Và nếu mà bạn vừa rồi mình cố tình đánh một chữ sai thì bạn sẽ thấy rằng là gotten, he has got to colorful, bởi vì mình nghĩ cái chữ này sẽ là phải là colorful với viết theo tiếng Anh Mỹ. Glowing ở đây là glowing. Gotten lost, quên mất viết gotten. Get gotten. Viết như này. Có thể
tiếp xong rồi chúng ta sẽ nộp bài và các bạn sẽ thấy là nó trị như nào. Wasn't sure how he'd ever get back. Just then, Willie met Nam, a big, gentle water buffalo resting by a peaceful rice field. A big, gentle water buffalo resting by a peaceful rice field. Nam saw Willie's sad face and said, "Don't worry, little wallaby. Sometimes feeling lost is just the start of an adventure." Như thế này bạn có thể thấy rằng là ngay từ trước khi mà nói cái này mình nói đã đoán được là don't don't thì sẽ là don't worry, dù là không cần biết là người ta nói trước mình có thể dự đoán được cái việc thì sau khi mà cái kinh nghiệm rồi. "Take it one hop at a time." Nam showed Willie all the beautiful things in Vietnam, like green rice fields and a fun puppet show on water. Willie felt better with his new friend beside him. Nam helped Willie feel brave, even though he was far from home. The next day, Willie was ready to keep going, knowing he'd see more wonderful places and make new friends along the way. Các bạn để ý rằng là tất cả các ô ở đây đều làm rất là cẩn thận, bởi vì một cái lỗi quan trọng nhất của các bạn trong việc nghe chép chính tả đấy là và các bạn Việt Nam đấy là bị khó quên mất cái chữ cuối. Mọi người thường xuyên thiếu là SC hoặc là ED. Thế thì cái mà cách mà Willy đã làm đấy là tất cả các ô này độ dài nó chính xác là cái từ gần biển. Khi mà mọi người thấy ô mà thiếu chắc chắn là do mọi người thiếu một cái gì đấy. Thì ví dụ như trường hợp này cái chữ này đã nhớ ra phải là places. Rồi, bây giờ khi nộp bài mọi người sẽ thấy là chút là sẽ chấm điểm. Rồi, sau khi mà mọi người xem được cái này là mọi người sẽ thấy được là ngay lập tức điểm của bạn được chấm là 93%. Các bạn có thể thấy được là cái từ các bạn điền đúng là đã hiện sẵn xanh cho bạn. Cái từ các bạn điền sai sẽ được gạch đi và điền đúng vào. Và các bạn có thể ấn vào Willie met đây để Nam, mà có thể a đọc lại cho big, bạn nghe. gentle water buffalo. Sometimes feeling Và lost các bạn có thể đọc is. theo Tom trong showed cái Willie trong này. all the beautiful À, things in Vietnam, các bạn có like thể green. nhìn được ở trong này là điểm của bạn so với hơn 235 bạn nộp bài là bao nhiêu. Thì đấy là một chút demo về chương trình. Ngoài cái này ra, ngoài cái việc mà nghe chép trực tiếp từng bài ra thì VD có những cái challenge để các bạn có thể tham gia. Và hôm nay mình cũng nhân tiện cái website chương trình của cái nền ngoại ngữ. Mình sẽ thông báo là chúng ta sẽ có thử thách tháng 12 cùng cái nền ngoại ngữ là nghe bài vừa rồi. Nếu các bạn không nhớ được là điền từ gì và các bạn không screenshot đoạn vừa rồi thì từ đó các bạn sẽ tự ngồi chép từng từ một. Và với các bạn hoàn thành cái thử thách này thì sẽ nhận được mã giảm giá khi mua premium service của Willy. Chương trình còn có rất nhiều các cái fun khác, các hoạt động các thứ rất là fun. Đấy là như leaderboard để mọi người so sánh với nhau, tức là mọi người nộp bài, mỗi một bài nộp số lượng từ nộp thì các bạn sẽ có được số điểm nhất định. Thì ví dụ như trong tuần này các bạn thấy là đã có hơn 1.800 bạn đã tham gia chương trình với cái số điểm tương tự. Bọn mình có thể thi đấu với nhau không chỉ theo tuần còn theo tháng và những cái món quà riêng. Bọn mình có ở ngay trên trang chính như mình kể lúc nãy, bất kỳ lúc nào bạn nhìn xuống dưới phía góc bên phải bạn cũng thấy ai đó đang ngồi, ai đó đang bắt đầu nghe một cái gì đó, họ đã nộp một bài gì đó. Đó là một nguồn động lực rất lớn cho mọi người. Ok, rồi quay lại cái rồi mình nói khi các bạn đăng ký tham gia Willy, các bạn hãy vào trang willylearn.com đăng ký và các bạn nhớ là hãy sử dụng cái mã giới thiệu cái nền ngoại ngữ. Đây là mã giới thiệu của team cái nền ngoại ngữ.
là khi mà các bạn sử dụng mã đó thì nó sẽ có hai cái tốt. Một là cái team cái nền ngoại ngữ sẽ có được 10 coin, cái Willy coin để sử dụng cho phục vụ cho cộng đồng, và các bản thân các bạn sẽ có 50 coin. 50 coin sẽ có dùng được rất nhiều thứ, mình có thể chia sẻ trên Zalo group là Willy coin có thể làm gì. Như vừa rồi khi mà bạn thấy các bạn muốn xem cái từ đấy đúng hay sai, các bạn nộp bài không mất coin chứ, nhưng mà các bạn muốn trước khi nộp bài các bạn muốn biết là từ đúng hay sai, các bạn sẽ mất 2 coin. Nếu mà các bạn muốn viết danh sách toàn bộ các từ trong bài, vì nhiều khi nhìn nghĩ mãi không ra từ đấy từ gì, vẫn là 5 coin chẳng hạn, hoặc là các bạn tham gia các cái challenge các bạn sẽ mất một số coin nhất định. Thế thì các bạn rất nên cái việc mà sử dụng mã giới thiệu là tốt hơn cho cả hai bên. Và đây là thử thách mà mình đã vừa thông báo. Các bạn sẽ tham gia được vào một cái cộng đồng mà bây giờ là khoảng 10.000 người ở trên Facebook rồi, và có Facebook Support 1, Willy Support 1 và Support 2. Mình để lại, tí mình sẽ gửi toàn bộ cái file này cho mọi người. Mình để đây là thông tin liên hệ của mình về Zalo, WhatsApp và cá nhân cũng như là bộ Willy blog. Toàn bộ đây là gọi là chia sẻ của mình về Willy, về bản thân. Và đấy là có lẽ là lúc tuyệt vời để mà đặt câu hỏi và trả lời đúng không ạ? Và em rất là cảm ơn cái phần vừa rồi của anh Hiếu. Thế thì cả nhà mình bây giờ đã hình dung được rất là rõ cái cách mà Willy hoạt động cũng như cái giá trị mà mọi người có thể nhận được khi tham gia vào Willy, đúng không ạ? Thế thì em có thấy mọi người ở trong chat, mọi người cũng có một số câu hỏi, thế thì em sẽ đặt cho anh Hiếu từ từ để giải đáp cái thắc mắc của mọi người nhá. Có chị Võ Thị Ngọc Thương có hỏi là TikTok của anh là gì vậy, thì chắc là anh Hiếu có thể gửi toàn bộ cái danh sách những cái kênh liên lạc của anh Hiếu qua qua Zalo cho mọi người nhá. Thế mọi người có thể tiếp tục follow anh Hiếu. Thì bật mí cho mọi người là thực ra mọi người theo dõi anh Hiếu thì mọi người không chỉ học được về tiếng Anh đâu. Anh Hiếu em là fan lâu năm của anh Hiếu nên em biết anh Hiếu thậm chí còn có một cái blog ngày xưa. Dạo này không biết là anh Hiếu còn viết nhiều không, nhưng mà ngày xưa thì anh Hiếu viết rất là nhiều điều rất là hay về mọi mặt trong cuộc sống luôn, không chỉ là về học tiếng Anh đâu ạ. Mà ưu điểm của anh Hiếu đấy là anh viết cái gì cũng chính chu, nội cái chuyện mà anh Hiếu viết du lịch thôi là em đã đọc từ đầu đến cuối tất cả các tips. Thì anh Hiếu là bạn Tiên có thể gửi gửi giúp những cái liên hệ của anh Hiếu vào trong nhóm Zalo của mình nhé. Thế thì có bạn Phạm Đức có hỏi anh Hiếu là anh cho em hỏi một chút là AI mà anh dùng để dịch thô trong công việc là AI gì vậy ạ? Anh dùng cái đơn giản nhất mọi người hay dùng thôi, ChatGPT em ạ. Anh có thể viết bằng tiếng Anh, mình có thể prompt bằng tiếng Anh, hoặc bây giờ prompt bằng tiếng Việt các bạn ấy cũng trả lời rất là tốt rồi. Anh thấy ChatGPT anh cũng không cao siêu gì đâu. Ở trong group của cái nền học AI có lẽ là còn có nhiều các option khác, và ai đó nói hình như Claude, Claude có vẻ là tốt hơn, nhưng mà anh đã chót mua của ChatGPT rồi nên là anh cứ dùng một cái cho tất cả. Nó không tốt hẳn như bất kỳ cái nào, nhưng cái nào nó cũng tốt nên là thôi tạm dùng cái đó. Này, em thấy thì sau khi trải nghiệm những cái AI này thì em thấy là nếu như mà mọi người chỉ dùng ở cái bản miễn phí á, thì thực ra là Claude nó có cái khả năng dịch nó một cách gọi là nó không chỉ dịch mà nó sẽ giải thích từng cụm từ cho mình và tại sao nó dịch như thế, hoặc là nó sẽ cho mình cái option khác. Thường thường ChatGPT thì nó chỉ dịch thôi. Nhưng mà nếu như mà phiên bản trả phí thì đương nhiên là bao giờ phiên bản trả phí nó cũng sẽ chính xác hơn và cho mình dùng được nhiều hơn. Nên là như anh Hiếu nói, nếu như mà mọi người có một phiên bản trả phí nào đấy thì mọi người nên ưu tiên cái phiên bản trả phí hơn là cái phiên bản không trả phí. Claude mà nếu mà so sánh cái phiên bản miễn phí thì Claude dùng được nhiều hơn, nhưng mà Claude nó lại chỉ cho dùng miễn phí có một chút xíu thôi. Cho nên là đôi khi là mọi người cũng không có quá nhiều lựa chọn. Và quan trọng cũng là cái câu mọi người yêu cầu lúc ban đầu ấy, nếu mà mọi người yêu cầu chi tiết và mọi người phải nhớ lại thường xuyên check lại nó xem thử là nó có, nếu như mà trình độ tiếng Anh của mọi người không đủ mạnh để mà tự check như em và anh Hiếu thì bắt buộc là mọi người luôn phải có cái ý thức là kiểm tra lại bạn ấy xem là bạn ấy có gì tầm bậy không. Thế thì có một câu hỏi khác đấy là Willy có dành cho học sinh không ạ? Willy là chuẩn nhất là cho các bạn. Mình đã có rất nhiều câu chuyện hay, tức là các em một vài bây giờ không giữ lại được các cái feedback đấy, nhưng mà đã có một vài bạn là kiểu bị mẹ kéo vào học từ lớp 7, lớp 8 và sau đó nhờ Willy mà vào chuyên Anh được rồi. Nên là thực ra cái câu hỏi nó quay trở lại là khả năng tiếng Anh của các bạn đến mức nào.
Đó. Thế thì và thêm nữa là các bài nghe của Willy càng ngày càng dễ. Và như bạn thấy cái bài nghe vừa rồi, tức là Willy nó chỉ là phương pháp nghe chép chính tả. Và phương pháp chính tả thì là tất cả mọi người đều dùng được. Thì nó cuối cùng nó là cái bài nghe, các bạn nghe nó khó hay không, nó có dành cho học sinh hay không, đúng không? Cái bài nghe vừa rồi bọn mình lựa chọn là thiết kế để mà mình nghĩ là chỉ cần cuối lớp, cuối cấp 1, đầu cấp 2 là bắt đầu có thể nghe được rồi. Vì các từ vựng mình đã lựa chọn nó rất 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 đơn giản, dễ hiểu, các từ cơ bản. Mình nghĩ là mình dùng cái tầm cỡ khoảng level A1 hay A2 của Cambridge ấy, để mà mọi người có thể nghe được. Và các bài nghe sẽ càng ngày càng dễ, bọn mình sẽ tạo ra các cái bài nghe ngày càng dễ hơn. Thế thì trên website của Willy ấy, nó có những cái lựa chọn để bọn mình có những cái bài chọn nó gọi là thử khả năng. Những cái bài đấy thường là những bài rất là ngắn, tầm cỡ như cái bài mà mình vừa mới chia sẻ, và với cái từ rất là dễ. Và các bạn học sinh rất nên tham gia. Các bạn, tại vì trong Willy mình đã có bắt đầu có các phụ huynh, những cái bạn thời xưa bắt đầu gọi là các bạn là phụ huynh, bắt đầu có cho các con, các bạn học từ tiếng Anh từ trước, nên là đến lúc có con, các bạn có con vào nghe thì các bạn ấy, các em bé nghe rất là tốt. Nên là câu trả lời ngắn gọn là bạn cứ thử, hoặc là nếu bạn có con thì cho con bạn thử và nghe cùng con thì sẽ biết được là các con có thể nghe được không. Và mình biết là các giáo viên đã bắt đầu sử dụng Willy. Các bạn, các giáo viên có thể là tự đăng bài riêng lên, nhưng cũng có thể là modify những cái bài nghe của Willy để dạy học sinh cấp 2 và cấp 3. Nên là chắc chắn là dùng cho học sinh được. Vâng ạ. Rất là cảm ơn cái phần chia sẻ của anh Hiếu. Anh Hiếu thì trong quá trình trò chuyện với em mà anh Hiếu cũng có kể chuyện vui, đấy là con em phụ huynh đồng nghiệp của anh Hiếu thì theo Willy rất là nhiều mọi người, nên là mọi người có con em thì có thể cho vào Willy học chung nhé. Để em xem câu hỏi tiếp theo. À, có một bạn hỏi là tham gia chương trình được mã giảm giá bao nhiêu ạ? Thế thì cái phần này trước khi mà anh Hiếu trả lời thì em cũng làm rõ cho mọi người một cái điểm này cho mọi người khỏi thắc mắc nhá. Đấy là như anh Hiếu có giới thiệu thì 95% của Willy bây giờ vẫn là miễn phí. Nên là mọi người cũng đừng vội nghĩ là bọn em tổ chức workshop này là để câu kéo lượng người dùng trả phí cho Willy. Chỉ là nếu như mà những ai muốn dùng tính năng premium để tiện hơn như anh Hiếu có chia sẻ, dùng cái app đồ này kia thì mọi người có thể đăng ký cái bản trả phí. Và cái câu mà được mã giảm giá bao nhiêu thì em không biết là anh Hiếu có muốn bật mí không, thì em nhường cái câu trả lời lại cho anh Hiếu nhé. Mình mong muốn tất cả mọi người cứ dùng cái bản free là thoải mái. Mình cũng không có cái phần trả phí đấy, là bởi vì bên sử dụng mobile app, cái bên mobile app nó làm nó khá là khó, nên là mình cần phải và có chi phí để bảo trì nó, nên là mình cần dùng bên đó thôi. Thế thì nên là mọi người hoàn toàn vào, mọi người dùng cái mã giới thiệu, cái nền ngoại ngữ ấy, là có các coin để sử dụng để nghịch, mà nếu không có coin các bạn vẫn tham gia các chương trình hoàn toàn bình thường. Thế còn cái một khi tham gia cái challenge mà mình thông báo, và khi mà hoàn thành challenge là cái bài nghe vừa rồi, mọi người sẽ nhận được một cái mã giảm giá. Cái cụ thể cái này thì khi các bạn hoàn thành mình sẽ chia sẻ được. Cái này nó là một bí mật không chỉ của cái nền, đối với các bạn cái nền là mình giữ bí mật hoàn toàn với các bạn thành viên Billy, nên mình không bật mí trong workshop được. Ok cho mọi người phải tính chất của workshop này thì em nghĩ cũng là các bạn hiện đang tham gia Willy mà muốn nghe câu chuyện của anh Hiếu cũng có thể xem cái chương trình là có cái nền, thì cái buổi workshop này bọn em đã ghi âm lại rồi thì sau đấy bọn em sẽ cho phát lại trên cái nền radio để cho những người mà không có sắp xếp được thời gian tham gia ngày hôm nay thì chúng ta cũng có thể xem lại và chúng ta có thể hoàn toàn tham gia vào Willy. Nhất là ở thời điểm cuối năm này mọi người bắt đầu lập kế hoạch cho năm mới thì mọi người đừng quên Willy nhá. Nếu mà một trong những mục tiêu của mọi người là cải thiện khả năng ngoại ngữ thì Willy một cái sự lựa chọn rất là tốt cho mọi người để đưa vào cái tầm nhìn của năm mới đấy ạ. Trên Willy có hệ thống theo dõi streak rất giống Duolingo. Mọi người có thể đặt xem là bao nhiêu ngày mọi người nghe liên tiếp. Hiện tại mọi người đang, các team Willy, team các member cũng đang ngồi cạnh tranh nhau xem ai là người cao nhất. Cái số cao nhất mình thấy được hiện tại đang tầm cỡ khoảng 46 ngày liên tiếp.
Vâng, đấy là một cái điểm mà em thấy là thực ra là Willy có lịch sử phát triển rất là lâu dài hơn cái nền ngoại ngữ rất là nhiều. Đấy là những cái điểm mà cái nền ngoại ngữ cũng rất là muốn được học hỏi từ Willy là làm thế nào để mà tạo được cái môi trường cho mọi người tự học ấy. Tại vì thực ra là bản thân bọn em thì không có dạy ngoại ngữ, nhưng mà cái mong muốn của bọn em vẫn là tạo được cái môi trường như cái cách mà Willy đang làm đấy, là tạo cho mọi người được cái môi trường để mọi người tự học. Vì thực ra thì ngoại ngữ mọi người có trả tiền giáo viên học phí thì cái sự tự học nó vẫn mang lại cái hiệu quả cao nhất ấy. À, và vì chúng ta cũng là thành viên của hệ sinh thái cái nền mà mọi người biết là phương châm của người sáng lập của chúng ta là gì rồi đấy ạ. Tự học và tại sao và tại sao và tại sao ạ. Cho nên là tự học vẫn là cái cốt lõi mà cái nền muốn muốn hướng đến. À, thế thì có bạn Việt có đặt một câu hỏi đấy là mình có thể vừa học Willy vừa Duolingo được không? À, thế thì em sẽ nhường cái câu trả lời này cho anh Hiếu ạ. À, thì nói chung là học càng nhiều càng tốt nữa bạn ạ. Quan trọng là bạn có dành được nhiều thời gian hay không. Nói thế lại kể thêm một cái nữa là có thể mọi người cũng biết đến học bổng đồng hành của cũng là của được xuất phát từ Pháp, các anh chị trường X tài trợ cho các bạn học sinh viên ấy. Thì các bạn sinh viên khi mà được học bổng thì sẽ tham gia hai cái cùng lúc, một là Willy hay là Elsa. Elsa cũng là một app phát triển của người Việt để giúp cho mọi người phát triển tiếng Anh, thì các bạn ấy cũng phải khá là tốn công để mà tham gia hai cái cùng lúc, nhưng mà nó là hai cái hướng khác nhau và học được thì càng tốt thôi. Duolingo là học từ vựng, gọi là đó, đúng theo từ là học từng từ một để mà biết nghĩa. Willy sẽ giúp bạn hiểu cái từ trong cả cái context của cả bản văn luôn. Nếu là mình khi mà mình học một ngôn ngữ khác, mình sẽ dùng Duolingo để học từ vựng thời gian đầu, và sau khi mà mình đã nắm được khá khá từ vựng rồi thì mình sẽ bắt đầu ngồi nguyện nghe những cái qua những chương trình như Willy. Mình không dùng Duolingo quá lâu. Ừ. Thế thì thực ra là cái phần này lúc nãy anh Hiếu cũng có chia sẻ với mọi người trong bốn cái bước mà để mà học nghe tiếng Anh ấy. Cái bước đầu tiên là nghe từng từ và bước tiếp theo đấy là nghe cụm từ. Thì nếu mà mọi người chưa biết một cái gì về tiếng Anh hết thì chắc chắn là cho mọi người nguyên một đoạn như thế làm sao mọi người đoán được từ, mình còn chưa biết ABC là gì mà. Thì Duolingo sẽ là một cái sự lựa chọn tốt, nhưng mà về lâu dài nếu mà cứ nghe Duolingo hoài thì có khi là nghe một câu lại như em ngày xưa vừa nghe người nước ngoài nói chuyện phát tắt điện luôn. Không nói được gì cả. Thế thì cái câu hỏi tiếp theo, em nghĩ là challenge nào cũng được đúng không ạ? Bạn Mai Trâm hỏi challenge nào cũng được đúng không ạ? Tức là em không biết là Ừ, anh bạn hiểu. tham gia challenge nào cũng được, tức là Willy có rất nhiều challenge, cứ thỉnh thoảng bọn anh lại mở ra một cái challenge để cho mọi người tham gia. Thế thì cái với cái challenge riêng cái tháng 10 này hay là anh tạo cái challenge cho anh đặt tên luôn cho cái nền ngoại ngữ, bởi vì là có workshop ngày hôm nay. Với cái challenge, với mỗi một cái challenge anh sẽ có cái phần thưởng riêng, ví dụ như là cái challenge trước hoặc là cái challenge về về AI thì bạn đứng đầu giải thưởng sẽ được nhận cái tài khoản free account, gọi là premium account của cái app i2. Thế còn với cái challenge lần này thì anh sẽ giảm giá, mỗi là một cái challenge thì team Willy sẽ tìm cách, nó là động lực đấy Thúy ạ, và là động lực làm sao cho mọi người chăm chỉ, ngoài cái việc cho bản thân nó phải có quà. Và quà thì là tất cả những bạn tham gia challenge khi mà hoàn thành challenge sẽ được coins, Willy coin, thì đấy là một phần quà. Nhưng ngoài quà đấy ra nó còn có thêm một cái quà gì nữa, nó thực tế cái là mọi người sẽ có động lực lên cao, nên là bọn anh đang huy động dần dần, đang cố gắng tìm ngay càng nhiều quà. Và các bạn remember thì khi có càng nhiều quà thì sẽ có càng nhiều động lực, càng nhiều động lực thì mọi người càng chăm chỉ và lại có càng nhiều quà thêm nữa. À, có bạn là Võ Thị Ngọc Thương bảo là tiếc quá em đăng ký mà không biết mã giới thiệu. Cái này là chắc là trong quá trình nghe workshop thì mọi người hào hứng quá nên là mọi người đi đăng ký ngay rồi anh hiểu ạ. Nên Nếu là mà em không. có thêm một cái email khác, em đăng ký bằng cái email khác để dùng mã giới thiệu cũng được. Đúng rồi, đăng ký lại dùng Còn mã nếu giới thiệu. không thì thôi tí nhắn Zalo cho anh tặng coin riêng cũng được. Thông qua workshop này anh chỉ làm được một người thôi nhá, tại vì thường comment nên anh làm, chứ còn người khác anh làm thì mất thời gian anh lắm. À, À như bạn nghĩ ra là đăng ký cái khác rồi. ok. À, thế thì rất là cảm ơn mọi người về 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 cái sự tham gia rất là nhiệt tình của mọi người hôm nay. Em thấy là cũng khá, ở Việt Nam thì giờ cũng khá là khuya rồi mà mọi người vẫn còn ở lại rất là nhiều.
À, thế thì với cái challenge của anh Hiếu và với những cái thông tin mà anh Hiếu chia sẻ ngày hôm nay thì em hy vọng là mọi người đã có một cái nhìn tổng quan hơn về Willy và mọi người cũng bắt đầu hình dung được cái hiệu quả là tại vì sao mà em lại nhất định cứ phải nhắn tin cho anh Hiếu bảo là anh ơi phải tổ chức một buổi workshop đi, còn một cái tin nhắn ở trên cái nền thì nó không đủ đâu. Thì mọi người thấy đấy, một buổi workshop này thì ngoài cái chuyện mà chia sẻ về Willy thì anh Hiếu cũng chia sẻ được cho chúng ta rất là nhiều tips học ngoại ngữ đúng không ạ? Thế thì cũng như anh Hiếu có chia sẻ lúc đầu ấy, thì thực ra là định hướng của cái nền hay là Willy thì chúng em đều hướng đến cái việc là làm thế nào để cho người Việt của mình có thể tiếp xúc với cái việc làm chủ ngoại ngữ một cái cách đơn giản, hiệu quả và tốn kém ít nhất. Tại vì em biết là không phải ai cũng có điều kiện để trả vài triệu một tháng cho các trung tâm rồi trả các thể loại học phí để cho tiếng Anh. Với cái thời đại số hiện nay thì cái nguồn tài liệu nó đã rất là sẵn rồi và chúng ta chỉ cần tự học thôi thì chúng ta có thể là đi được rất là xa. Thế thì hiện tại thì thời điểm cuối năm cho nên là cái mà bọn em có thể tổ chức chỉ là những cái challenge mà anh Hiếu đã giới thiệu cho mọi người có thể trực tiếp run vào luôn và bắt đầu làm quen với Willy. Thì em cũng trước khi mà kết thúc cái buổi workshop này thì em cũng có bật mí luôn cho mọi người là hiện tại thì cái nền và Willy cũng bắt đầu có trao đổi để mà làm thế nào. Thì như anh Hiếu có nói đấy ạ, tức là cái phần mà nghe thì Willy đã rất là mạnh rồi và bên cái nền thì hiện tại là cái nền English Club của mình thì cũng sẽ hoạt động khá là đều đặn từ khoảng 2 năm nay rồi. Thế thì cái thời gian năm mới sau Tết chắc là phải để sau Tết, tại vì cuối năm bọn em cũng không muốn đưa thông tin làm workshop quá nhiều với mọi người, tại vì cuối năm mọi người bận rộn rất nhiều, nhưng mà chắc là sẽ sau Tết. Sau Tết thì bọn em sẽ triển khai những cái dự án phối hợp giữa cái nền và Willy để làm thế nào cho mọi người có được cái môi trường mà mọi người vừa vừa có thể gọi là nghe tiếng Anh xong rồi dùng AI gì đấy để luyện nói và sau đấy thì tham gia vào một cái câu lạc bộ để mà như cái nền English Club để mọi người có cái môi trường thực hành. Thì vẫn là cái phương châm là mình học cùng với cộng đồng ấy ạ. Chứ còn nếu mà mình học một mình thì bản chất những cái khác mọi người có thể học một mình nhá. Nhưng mà riêng ngoại ngữ nếu mà mọi người học một mình thì mọi người, thứ nhất là mọi người chán, thứ hai là mọi người không có cái sự giao tiếp. Giao tiếp bằng AI cũng là tốt rồi, nhưng mà cái giao tiếp với người thực nó vẫn là cái mà nó cái tương tác và nó có cái sự chân thực nhất. Thế cho nên là những cái dự án đấy thì xin phép mọi người là đến đến sau Tết ạ. Sau Tết thì bọn em sẽ hoàn thiện cái phần dự án đấy và sẽ giới thiệu thông tin đến cho mọi người sau nha. Em muốn xin like cái nền, xin Zalo tham gia cộng đồng cái nền. Cái đấy thì Tiên gửi cho mọi người dùng chị nhá, thông tin của Willy và thông tin của cái nền để cho mọi người có thể từ giờ đến cuối năm thì chắc là chúng sẽ còn vài cái buổi thường là bọn em hay tổ chức vào cuối tuần thì sẽ có vài buổi mà mọi người có thể tham gia để học nói luôn. Nhưng mà em cũng chia sẻ trước với mọi người là hiện tại cái nền English Club thì cũng là mọi người phải có khả năng ít nhất là kiểu bắt đầu biết tiếng Anh rồi nhá. Nếu mà không biết gì thì vào cái nền English Club thì chưa được, vẫn phải luyện nghe qua qua Willy. Nhưng mà nếu mà mọi người bắt đầu có cái gọi là cái phản xạ tiếng Anh rồi, mọi người muốn trao đổi một số câu thì mọi người có thể tham gia cùng với bọn em. Thì đấy, tôi hy vọng là sau cái buổi này thì mọi người sẽ có nhiều động lực học hơn về tiếng Anh và rất là mong chờ mọi người sẽ hào hứng tham gia hỗ trợ lẫn nhau. Và biết đâu đấy trong khoảng 1 năm nữa thì không phải là em, cũng không phải là anh Hiếu mà sẽ là một thành viên nào đấy ở trong đây sẽ tiếp tục mở những cái workshop như thế này. Em rất là vinh hạnh sẽ được host cho mọi người để chia sẻ lại là cái nền và Willy đã thay đổi cái hành trình học ngoại ngữ của tôi như thế nào chẳng hạn. Thì đấy là một cái điều mà bọn em rất là mong chờ. Thế thì không biết là mọi người còn cái câu hỏi gì nữa không thì và không biết là mọi người có muốn bật mic chia sẻ gì không ạ? Có ai có muốn bật mic chia sẻ gì thì mọi người cứ tự nhiên nhé. Em không biết là anh Hiếu còn có lời tổng kết nào trước khi mà em xin phép dừng chương trình cho mọi người đi ngủ không ạ? Đã có thời gian chụp ảnh mọi người chưa? Mọi người bật À đúng rồi nhỉ. Đấy. Đấy đấy, có cái đấy là em hay quên lắm. May mắn Hiếu nhắc. Tiên ơi, em có thể giúp chị chụp ảnh của mọi người không? Mọi người mở cam lên nhá. chờ Cheese Long nhá. Long Chị chờ Long em ngồi Long đang xuống tham nhá. gia từ tàu, đang ở trên tàu đấy. À anh Long, em chào anh Long. Anh Hiếu nhắc rất nhiều đến anh Long mà bây giờ em mới được gặp. Em bảo là đây là cơ duyên kết nối đến cái nền.
Mọi người có thể bật cam để mình có thể chụp bức ảnh chung ạ. Mọi người bật cam, có bạn Vũ gì mà đang để con thỏ thì bạn có thể để con thỏ hoặc là tắt tùy bạn nhé. Nhưng mà chỉ nhắc cho bạn quên thôi. Ok ạ. Ok rồi ạ. Ok, rất là cảm ơn mọi người. Ê, chúc Rất mọi là hy người. vọng mọi người có thể tham gia nhé, mọi người chia sẻ với bạn bè. Tại vì Willy từ trước đến giờ gặp khó khăn, bởi vì là mọi người tham gia mọi người rất là thích, nhưng sau đó thì không ai chia sẻ với ai cả. Rất là may mắn tự dưng có một vài cái reels với TikTok, nhưng mà ngoài ra mình rất là mong muốn mọi người có thể tham gia, mọi người thấy thích mọi người chia sẻ với bạn bè, gia đình, công ty, đồng nghiệp các thứ như thế. Nhờ như vậy thì Willy mới có thể phát triển một cách hồn nhiên và tích cực lên nhanh chóng được. À, đúng rồi, thực ra thì cái vấn đề đấy là cũng là cái vấn đề của cái nền đấy ạ. Nhưng mà trong tiếng Anh có một cái cụm từ là sharing is caring nhá mọi người. Chia sẻ là yêu thương mọi người, mỗi cái chia sẻ như thế thì biết đâu có thể là cái thông tin đấy nó chạm được đến một ai đấy như người ta đang cần. Nên là Anh hy quên vọng mất đấy là lý do vì sao nói là nghe chép chính tả lan tỏa quên mất là quên mất một mọi hồi ở Willy. người lan tỏa yêu thương nào. Mọi người nghe chép chính tả không chỉ là khi mà tại sao mình để cái khẩu hiệu đấy, tức là nghe chép chính tả mình nghe xong là mình yêu thương bản thân mình đã thấy tốt hơn và mình giỏi hơn, nhưng đồng thời khi mà mình nghe chép ở trên Willy cái bài nghe mình nộp bài lên trên đấy thì là người khác cũng thấy là mình ai đó đang nghe cùng mình, nên là mình lan tỏa, là nó lan tỏa ở chỗ đấy, tức là đấy không phải là mình chém gió là nó lan tỏa, nó thực sự lan tỏa cái việc là khi mà mình nghe chép là người khác biết là đang nghe chép, ai đó đang nghe chép cùng mình đang động viên và mình đang tạo cái năng lượng tích cực đến những người xung quanh. Đấy là lý do vì sao gọi là nghe chép chính tả lan tỏa yêu thương ở trên là như vậy. À, rất là tuyệt vời đúng không mọi người, một tinh thần rất là cộng đồng hỗ trợ lẫn nhau. Đúng là mỗi khi mà chúng ta đang gọi là vật lộn với một thử thách nào đấy mà nếu mà biết có đồng đội đi cùng có những người cũng đang trên cái con đường cùng với chúng ta thì chúng ta sẽ có sức mạnh để đi hơn đúng không mọi người. À, thế thì rất là cảm ơn anh Hiếu đã dành cái thời gian để thứ nhất là chuẩn bị, thứ hai là chia sẻ thông tin rất là chi tiết cho cái buổi ngày hôm nay, và cũng rất cảm ơn cả nhà mình đã dành thời gian tham gia đến tận giờ này ở Việt Nam là cũng 11 giờ kém thôi anh Hiếu. Cảm ơn 11 giờ Willy rất kém thôi. nhiều đã host buổi hôm nay, và cảm ơn team ban tổ chức đã làm việc rất là cùng nhau rất lâu, từ cái tên workshop cho đến tất cả phần nội dung. Mọi người ạ, no fear to hear nhé mọi người, nghe không có đáng sợ đâu, mình đã có Willy rồi cho nên là mình chỉ cần mình quyết tâm là mình sẽ làm được đúng không ạ? Thế nhá mọi người. À, 1 giờ em mới ngủ. Vâng. Rất là cảm ơn cả nhà, thế thì xin em xin phép kết thúc buổi dung ngày hôm nay ở đây đúng không ạ? Mọi người nếu mà mọi người có câu hỏi gì hay là có muốn thêm thông tin gì thì mọi người cứ nhắn vào cái nhóm workshop No Fear to Hear của bọn em ấy, thì anh Hiếu hoặc là ban tổ chức sẽ trả lời cho mọi người, rồi sau đấy thì những thông tin về về nhóm Willy hay là về cái nền ngoại ngữ thì bọn em cũng sẽ update tiếp ở trong cái nhóm đấy cho mọi người ạ. À. Vâng ạ, em xin phép chào cả nhà nhá. Chúc mọi người ở Việt Nam thì mọi người ngủ ngon nhá. Bye bye mọi người. Nơi chung lòng mình về nơi đây cái miền.